chương 401, nam nhân không có một cái đồ tốt. Giảng thu lộ không ngốc, nàng rõ ràng cũng ý thức được điểm này, không có khả năng thật trực tiếp tới cửa đi tìm Lý Quang Hải phiền phức, như thế chỉ là tự mình chút lấy cực khổ. Lý Quang Hải nhìn như ôn nhuận khiêm tốn, giống như cùng ai đều rất tốt nói chuyện tựa như, nhưng đếm kỹ những năm này hắn tại thượng giới làm những sự tình kia, thứ nào không phải tràn ngập máu tanh. Dạng này người, thật sự sẽ dễ nói chuyện sao? Ôn nhuận khiêm tốn, chẳng qua là vũ khí của hắn mà thôi, nếu như ngươi tin, vậy ngươi liền thua. Giảng trưởng lão đi qua đi lại, bỗng nhiên lại nghiêng đầu lại hỏi, tiểu tử thúi kia sẽ không phải dự định ăn xong lau sạch không nhận nợ a? À? Đương nhiên không có. Lục tuyền tỉnh vội vàng thay Lý Quang Hải giảng giải, chợt đã cảm thấy phản ứng của mình hơi quá lớn, có chút đỏ mặt tai nóng, không khỏi cúi đầu, tiếng như mũi vo ve, hắn. Hắn nói qua hắn sẽ phụ trách. Giảng thu lộ hừ lạnh, thiên hạ nam nhân đều không phải đồ tốt, đây chẳng qua là hắn hoa ngôn xảo ngữ, là hắn dùng để lừa gạt ngươi tiểu thủ đoạn thôi. Ngươi không thường tại giang hồ đi lại, không biết nhân tâm hiểm ác, ngươi nha, thật sự là quá đơn thuần, quá dễ lừa. Lục tuyền tỉnh nhỏ giọng lại quật cường nói, hắn sẽ không gạt ta, hắn nói qua. Ai? Giảng thu lộ trọng trọng thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng xem như đã nhìn ra, nhà mình cái này không có nhiều kinh nghiệm giang hồ thánh nữ, là triệt để bị Lý Quang Hải tiểu tử ngu ngốc kia đem hồn nhi câu đi. Cũng không biết tiểu tử kia đến cùng cho lục tuyền tỉnh rót thuốc gì, lại có thể để cho tính tình trong trẻo lạnh lùng nàng, chấp mê bất ngộ như thế. Giảng thu lộ than thở, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nha, bị người lừa còn muốn giúp người ta kiếm tiền, cũng được cũng được, sự tình như là đã đến một bước này, vậy liền thuận theo tự nhiên a, à, hai người các ngươi chọn một cái thời gian. Lục tuyền tỉnh đầu tiên là vui mừng, còn tưởng rằng giảng trưởng lão là ngầm cho phép chính mình cùng Lý Quang Hải chi quan hệ giữa, có thể nghe được câu nói sau cùng, có chút không rõ nó ý, liền hỏi, nhị trưởng lão, tuyển ngày gì nha? Giảng thu lộ trừng mắt, đương nhiên là chọn một cái ngày lành đẹp trời, để cho Lý Quang Hải mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, phong phong quan quan đem ngươi mang lên vân vệ ti đi, bái thiên địa thành thân A. Nghe lời này một cái, lục tuyền tỉnh làn da từ trắng như tuyết cổ bắt đầu phím hồng, trong nháy mắt cả khuôn mặt liền đã hồng thấu. Nói chuyện cưới giả, nàng còn chưa từng cân nhắc qua chuyện này đâu, bây giờ bị giảng thu lộ ở trước mặt nhất lên, nàng tự nhiên có chút chống đỡ không được. Lục tuyền tỉnh tâm bên trong bối rối, âm thanh cũng có mấy phần run rẩy, không được. Giảng thu lộ lông mày dựng thẳng, cái gì không được. Hai người các ngươi đều cái kia, về tình về lý hắn đều muốn cho ngươi cái đang lúc danh phận như vậy thì không sợ hắn sau này có mới nới cũ vứt bỏ ngươi như giày rắc ta nói với ngươi chuyện này ngươi không có quyền hạn cự tuyệt ta cái này liền đi cáo tri tất cả trưởng lão nhanh chóng đem sự tình cho làm rồi tránh khỏi đêm dài lắm mộng lục tuyền tỉnh vừa thẹn vừa vội bước lên phía trước ngăn cản sẽ muốn rời đi giảng thu lộ nhanh chóng nói minh trong đó lợi hại nhị trưởng lão tuyệt đối không thể a à, làm như vậy sẽ để cho ta địa hoàng điện mất hết thể diện địa hoàng điện lịch đại thánh nữ cũng là băng thanh ngọc khiết, chung thân không gả. ngài để cho quan hải cưới hỏi đàng hoàng, nên ta xuất giá, địa hoàng điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? ắt sẽ bị người lên án, khắp thiên hạ thờ phụng ta địa hoàng điện người cũng sẽ tùy theo chợt giảm, không có các tín đồ niệm lực cùng nguyện lực xem như hương hỏa, ta địa hoàng điện sẽ dần dần suy sụp xuống, hậu quả khó mà lường được. địa hoàng điện đạo thống truyền thừa rất kỳ quái, có khác với công môn tầm thường, bọn hắn lực lượng đến từ người trong thiên hạ niệm lực cùng nguyện lực, nói trắng ra là chính là hương hỏa thờ phụng địa hoàng điện càng nhiều người địa hoàng điện nội tình lại càng thâm hậu tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh giống như trong truyền thuyết thần thoại thần minh linh vị cùng với đạo quán trong chùa miếu cung phụng tiên phật những tín đồ kia sẽ liên tục không ngừng vì những cái kia tượng đất dân lễ cung cấp hương hỏa chi lực đồng thời nói ra tâm nguyện của mình cùng chuyện phiền lòng hy vọng có thể tâm tưởng sự thành mà những cái kia tiên phật nghe được tín đồ cầu nguyện ngẫu nhiên hiển linh trợ giúp để cho các tín đồ càng thêm thành kính càng thêm tin tưởng không nghi ngờ cứ thế mãi tín đồ càng ngày càng nhiều tiên phật lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều địa hoàng điện cùng những thần minh này linh vị có vị khúc đồng công chi diệu mặc dù địa hoàng điện ở vào phương ngoại chi địa có thể lên giới lại có rất nhiều lịch đại địa hoàng điện cường giả thiết lập thần miếu hay là thành kính các tín đồ tự móc tiền túi mà dựng thành miếu thờ miếu bên trong bất kính thiên không tế địa không bái chư thiên thần phật không phụng xưa nay thánh hiền chỉ thờ phụng một kiện địa hoàng điện lịch đại tương truyền chí bảo công đức kim liên đương nhiên bên ngoài những cái kia miếu thờ bên trong cung phụng chỉ là dùng bùn đúc thành kim liên xa hoa một điểm cũng chỉ là dùng vàng dung thành cũng không phải thật sự là công đức kim liên lại có thứ nhất ti linh quẩn chân chính công đức kim liên tự nhiên tại địa hoàng trong điện cất giấu làm sao có thể đặt tại bên ngoài công đức kim liên có thể thu nạp thiên hạ nguyện lực chỉ cần tính đồ thành kính liền có thể địa hoàng điện đệ tử cường giả ít ỏi như thế lại vẫn luôn có thế sừng sững ở phương ngoại chi địa mà không ngã trong đó có một bộ phận rất lớn là công đức kim liên công lao bảo vật này có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh cung cấp địa hoàng điện cường giả cùng đệ tử hấp thu, đến mức địa hoàng cửa điện người tu vi, phổ biến muốn sao còn lại tông môn cao hơn không thiếu. Giảng thu lộ nghe xong, cảm thấy lục tuyền tỉnh nói rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy cứ như vậy buông tha lý quan hải, thực sự lợi cho hắn quá rồi, nếu như không làm chút gì, coi là thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng nên làm chút cái gì tốt đâu. Tới cửa tiền phiền toái. Giảng thu lộ trực tiếp bỏ ý nghĩ này, dám tìm vân vệ ti thiếu chủ phiền phức, chán sống phải không? Nguyên thủy tổ đình chính là vết xe đổ, bây giờ ai còn dám làm chuyện ngu ngốc. Cũng không có thế tìm phiền toái, lại không thể để cho hắn cưới nhà mình thánh nữ xuất giá, ảnh hưởng địa hoàng điện danh dự, đây rốt cuộc nên làm cái gì. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa từ phía sau truyền đến. Được rồi, chuyện của người tuổi trẻ, để cho chính bọn hắn đau đầu đi thôi, ngươi đi theo tham gia náo nhiệt, mù gấp cáp cái gì a? À? Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, giảng thu lộ thần sắc lập tức vui mừng, chúc sư ca, ngươi cuối cùng xuất quan. Lục tuyền tỉnh cung kính thi lễ, đệ tử lục tuyền tĩnh, gặp qua đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão xuất quan. Người tới chính là địa hoàng điện đại trưởng lão, tu vi đạt đến chuẩn thần cảnh trúc sanh. Hắn là một cái nhìn qua mười phần hòa ái lão giả, quanh thân khí thế thu liễm, không có tiết lộ một tơ một hào, giơ tay nhấc chân cũng nhẹ nhàng, cho người ta một loại mềm nhũng cảm giác bất lực. Đi ở trên đường cái, căn bản nhìn không ra hắn kỳ thực là nửa cái chân bước vào thần cảnh cường giả tuyệt thế, bởi vì hắn quá bình thường, phổ thông đến nhìn một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác liền sẽ quên trình độ giảng thu lộ thở dài nói chúc sư ca lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được chúc sanh gật đầu lập tức cười khổ ngươi giọng lớn như vậy lão phu nghĩ không nghe cũng khó khăn a à. giảng thu lộ trong lòng biết chính mình vừa sốt ruột liền giọng oan oan mau bệnh lại phạm vào sau đó lại nhảy cáo lên lý quang hải hình dáng chúc sư ca lý quang hải tiểu tử kia thật không phải là đồ vật vũ nhục ta địa hoàng điện thánh nữ kết quả đã lâu như vậy cứ thế một chút nói chuyện cưới cả ý nghĩ cũng không có ngươi phân xử thử có phải hay không rất quá đáng nàng ngữ tốt cực nhanh thần tình kích động, giống như chuyện này nhân vật nữ chính là nàng tựa như. Lục tuyền tỉnh nhỏ giọng nói, nhị trưởng lão, ngươi không nên ép hắn, vô luận như thế nào, hiện tại cũng không phải cân nhắc loại chuyện đó thời điểm. Chương 402, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn Trúc Sanh gật đầu nói, tuyền tỉnh nói đúng, thu lộ sư muội, ngươi quá vọng động rồi, bây giờ thượng giới là thế cục gì ngươi cũng không phải không biết, các tông môn đạo thống đều ở ngoài sáng triết giữ mình, vội vàng chống cự hải tộc đại quân, nhân tộc ta lãnh thổ cũng là tràn ngập nguy hiểm, lúc này thành thân chính xác không thỏa đáng lắm. Lại nói, đây là giữa bọn họ sự tình, chúng ta cũng đừng nhúng tay. Giảng thu lộ hừ lạnh, tất nhiên sư huynh đều nói như vậy, vậy liền tạm thời trước tiên như vậy đi, chẳng qua nếu như có một ngày, tên kia bội tình bạc nghĩa, bỏ xuống tuyền tỉnh, vậy chuyện này liền qua cửa của ta đã. Trúc sanh cười nói, sư muội đừng lớn như vậy nộ khí, bất luận như thế nào, quan hải thiếu chủ lần này đích xác thật là trợ giúp ta địa hoàng điện vượt qua nan quan, ngươi thân mật một điểm đi. Giảng thu lộ hơi không kiên nhẫn, khoát tay nói, sư ca cỡ nào dài dòng, mấy ngày liền ác chiến tiêu hao khá lớn, ta muốn đi bế quan điều tức. Nói xong, trực tiếp tiến vào cung điện, phất ống tay áo một cái, đóng cửa điện. Trúc Sanh lúc này mới nhìn về phía lục tuyền tỉnh, bỗng nhiên cười nói, tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng ngươi cũng chớ gấp lấy đi tìm lý quan hải, đi về trước điều lý một chút tinh khí thần A. Lục tuyền tỉnh đỏ bừng cả mặt, chắp tay nói, là, đại trưởng lão. Nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo thần hồng phóng lên trời, trở về thánh nữ cung kỳ thực nàng vốn là không có ý định đi gặp lý quang hải ít nhất sẽ không chủ động đi tìm nàng da mặt mỏng loại sự tình này nàng thực sự xấu hổ tại đi làm đảo mắt mặt trời lặn phía tây địa hoàng điện chủ phong đèn đúc sáng trưng trước đại điện xếp đặt buổi tiệc một là vì đánh lui hải tộc thánh công hai là vì đến đây tiếp viện các cường giả bày tiệc mời khách ba là vì đồ ăn thức uống dùng để thao mấy ngày liền chinh chiến khổ không thể tả chúng môn nhân lý quang hải tự nhiên cũng thu đến mời nhưng hắn lại là trẻ nhất đến bởi vì tại trước khi tới đây hắn đi trước thiên điện một chuyến trong thiên điện trên giường êm, Vũ Mê mang bát đại thế gia một trong hạ gia đại công tử, Hạ Hoài. Lý Quang Hải thi triển hư vô chi thể, đi tới thiên điện, dùng đã thần tiên đánh tan thần hồn của hắn, lại khải dụng ma chủ chi nhãn hoàn toàn méo mó kỳ tâm trí. Mặc dù hàng này bây giờ không có tác dụng gì, lại có thể coi như một quân cờ xếp vào tiếng hạ gia, có lẽ tương lai có phát huy được tác dụng thời điểm. Địa hoàng điện bày tiệc rượu rất phong phú, chân tu rượu ngon mọi thứ đầy đủ, duy nhất một điểm không được hoàng mỹ chính là có chút thức ăn đạm a. À địa hoàng điện truyền thừa mặc dù tự thành một mạch lại có một bộ phận truyền thừa nguồn gốc từ đạo gia pháp thiên tự nhiên chi chỉ đạo môn xem trọng thanh tĩnh vô vi cho nên mới sáng tạo ra không màng danh lợi không tranh quyền thế địa hoàng điện ngay cả ăn cái gì cũng là thanh thanh đạm đạm hương vị hơi lại ngọt chưa từng sẽ hậu tương nùng dầu trúc sanh ngồi ngay ngắn thủ vị hắn đứng dậy nâng chén nói lần này ta địa hoàng điện có thế vượt qua nguy nan đều nhờ vào các vị đạo hữu không xa vạn dặm đến đây tương trợ phần ân tình này ta trúc sanh nhớ cho kỹ ngày khác tất báo chúng tu sĩ nhao nhao nâng chén đứng dậy nói một đống lời khách sáo đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch cười lớn ngồi xuống bắt đầu cao đàm khoác luận bầu không khí mười phần hòa thuận chúc sanh cũng ngồi trở lại thủ vị nâng chén đối với lý quang hải cười nói lần này cũng may mà quan hải thiếu chủ bằng không ta địa hoàng điện chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này lý quang hải nâng chén nói tiền bối khách khí dù sao ta cùng với tuyền tỉnh quen biết một hồi nàng gặp nạn ta lại có thể nào không quan tâm chúc sanh cười cười uống cạn rượu trong chén không nói thêm gì nữa. Lý Quang Hải nhìn về phía đứng ngồi không yên, cũng không uống rượu, cũng bất động đổ lục tuyền tỉnh, bỗng nhiên cười nói, tuyền tỉnh, đã lâu không gặp. Lục tuyền tỉnh ngước mắt nhìn nàng một cái, chợt nhanh chóng thấp, nhẹ nhàng, tân một tiếng, liền không có nói nữa. Lý Quang Hải gặp nàng như thế, còn tưởng rằng nàng là bận tâm một đám địa hoàng điện đệ tử cùng trưởng lão đều tại chỗ, sợ bọn họ nhìn ra quan hệ giữa hai người, cho nên mới tích chữ như vàng như thế. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại có chút không đúng, nếu là như vậy, ngữ khí của nàng thần sắc hẳn là lạnh nhạt mới đúng, vì cái gì lại là bộ dạng này kinh hoảng cũng bách bộ dáng. Mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tiệc trụ rất nhanh kết thúc, Lý Quang Hải đái lấy lệ ngưng xương bọn người trở về phi hành thần chu. Giảng thu lộ chỉ sợ lục tuyền tỉnh đi tìm Lý Quang Hải, một tấc cũng không rời đi theo bên người nàng, thẳng đến đối phương rời đi, lúc này mới yên tâm. Tuyền tỉnh, đêm nay ngươi chỗ nào cũng không cho đi, cho ta thành thành thật thật chờ tại thánh nữ trong cung tu luyện, biết sao? lục tuyền tỉnh gật đầu đệ tử minh bạch xin nghe nhị trưởng lão phân phó ân cái này còn tạm được giảng thu lộ thỏa mãn gật gật đầu cũng xoay người lại nghỉ ngơi địa hoàng điện xếp đặt yến hội nàng xem như địa hoàng điện nhị trưởng lão không thể không có mặt bây giờ tiệc trụ kết thúc tự nhiên là muốn trở về cung điện bế quan điều tức náo nhiệt đi qua địa hoàng điện triệt để bị bóng đêm bao khỏa tất cả đỉnh núi cũng không có đệ tử hoặc trưởng lão đi lại mấy ngày liền khổ chiến bọn hắn đã sớm kiệt sức ăn uống no đủ sau, đương nhiên muốn thư thư phục phục ngủ một giấc. Lục Tuyền Tĩnh bây giờ đang xếp bằng ở thánh nữ cung trên hàng ngọc Sàn, tiến vào trạng thái tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Cái này dường hàng ngọc là nàng hảo tỷ muội, vô cấu tiên tử tặng cho nàng, có phụ trợ tu luyện, khu trừ tạp niệm kỳ hiệu. Đúng lúc này, trong cung điện nguyên bản cân bằng khí tức bỗng nhiên ba động một chút, Lục Tuyền Tĩnh mặc dù tại tu luyện, cảm giác lại thời khắc rải ở chung quanh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng. Mở ra hẹp dài hai con ngươi, lục tuyền tỉnh nhìn chằm chằm phía trước tiếng nói trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói ra đi không gian ba động lý quang hải ngừng hư vô chi thể vận chuyển xuất hiện tại hơi có chút u lãnh trong cung điện hắn nhìn chăm chú lên xếp bằng ở trên hàng ngọc sàn diễn tuyệt thiên hạ băng cơ ngọc quốc tuyệt mỹ nữ tử ôn nhu nói tuyền tỉnh đã lâu không gặp lục tuyền tỉnh thần sắc không hề bận tâm thản nhiên nói lá ga ngươi thật to lớn dám lẻn vào tẩm cung của ta không sợ bị người phát giác sợ đương nhiên sợ Lý Quang Hải từng bước một hướng nàng đi đến, nhưng nghĩ đến có thế thấy ngươi một mặt, ta sẽ không sợ. Lục tuyền tỉnh nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, cố giả bộ trấn định nói, nhị trưởng lão nói quả nhiên không tệ, nam nhân liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Lý Quang Hải cười nói, nàng lời này ngược lại là không có nói sai, hoa ngôn xảo ngữ là nam nhân quyền lợi, nhưng người nào nếu dám đối ta nữ nhân hoa ngôn xảo ngữ, ta không thể làm gì khác hơn là mời hắn trở về vân vệ ti uống chén trà. Lục tuyền tỉnh bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi, ngươi giết hạ hoài lý quang hải cũng không giấu giếm thành thật trả lời không có chết ta giữ lại hắn còn có khác tác dụng lục tuyền tỉnh răng trắng xuống môi sau một lúc lâu nói bất luận ngươi làm ra dạng gì quyết định ta đều sẽ đứng tại bên này ngươi ta chỉ mong ngươi tận lực đừng liên lụy quá nhiều người vô tội lý quang hải ngồi vào bên người nàng vì nàng sắp tán tại trên trán tóc xanh kéo đến sau tai cái này lời nói từ lấy tế thế cứu nhân cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình địa hoàng điện thánh nữ trong miệng nói ra thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu lục tuyền tỉnh không để ý nói móc hắn hỏi nguyên thủy tổ tòa cũng là ngươi hủy diệt a à? là ta lý quang hải gật đầu thừa nhận lục tuyền tỉnh thần sắc phức tạp cho nên ngươi thật sự cấu kết ma tộc lý quang hải lắc đầu không thể nói là cấu kết bọn họ đều là ta người hơn nữa ta cũng không dự định để cho ma tộc lai chúa tể thế giới này năng chủ làm thịt thế giới này chỉ có thể là vân vệ ti chương 403, trăm kỹ không bằng trộn lục tuyền tỉnh biết hắn là có ý gì ma tộc mặc dù cường đại lại không thể trở thành chúa tể nếu để cho ma tộc trở thành thượng giới lực lượng cường đại nhất lấy ma tộc dũng mãnh tính hiếu chiến thiên hạ chẳng phải là muốn lộn xộn cho nên ma tộc nhiều lắm là chỉ có thể xem như một cái đao nhọn vì lý quang hải khai cương thác thổ thực hiện hoành đồ bá nghiệp đao nhọn đương nhiên hắn cũng sẽ không làm việc vương câu tiễn bộ kia chim bay hết lương cung dấu ma tộc rất cường đại cường đại đến vượt quá tưởng tượng lực lượng như vậy không nắm giữ tại trong tay mình để bản thân sử dụng chẳng lẽ còn muốn diệt trừ hắn cao tổ vì cái gì lừa dối bơi vân mộng lệnh lữ hậu chém hàng tín chính là sợ hàng tín cầm binh đề cao thân phận lấy hắn kinh thế kỳ tài một khi bắt đầu sinh phản ý đại hán lâm nguy cao tổ chết không người có thể trấn trụ hàng tín nhưng lý quan hải khác biệt hắn sẽ không chết hắn cũng có thể trấn trụ toàn bộ ma tộc cho nên hắn không cần làm những cái đó qua sông đoạn cầu thủ đoạn thiết huyết lý quan hải cười nói người ta bao năm không thấy như thế nào vừa mới gặp mặt liền trò chuyện những câu chuyện này đâu lục tuyền tỉnh hái hắn một cái hừ lạnh nói, vậy ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi đây là địa hoàng điện thánh nữ cung, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều tại trên tất cả đỉnh núi, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Nàng mặt ngoài nhìn như lạnh nhạt nghiêm khắc, kỳ thực trong lòng hoảng một nhóm, thật sợ Lý Quang Hải chẳng phân biệt được nặng nhẹ, ở đây đối với mình làm ra sự tình gì tới. Lý Quang Hải cũng không phải sắc bên trong ác ma, trong đầu không có khả năng cả ngày suy nghĩ những thứ này bắt nháo sự tình, hắn chỉ là nắm chặt trước người nữ tử nhu nhược kia không xương, chạm vào tựa như mỹ ngọc một dạng hơi lạnh tay ngọc. Nhiều năm không gặp, Lục Tuyền Tĩnh mặc dù ngoài miệng không nói, trên mặt thận trọng, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn là rất tưởng niệm đối phương. Bây giờ bị Lý Quang Hải nắm tay nhỏ, nàng không khỏi đỏ bừng cả mặt, cúi đầu. Lý Quang Hải hướng phía trước lại gần nửa tấc, cuối người hướng nàng hơi hơi rung động môi anh đào hôn tới. Xúc cảm ôm lương, u hương xông vào mũi, ngọc như mật táo. Đại trưởng lão Trúc Sinh nói không sai, tiểu biệt thắng tân hôn, nhiều năm chưa từng thấy mặt, Lý Quang Hải vẫn rất tưởng niệm cái này quật cường nữ nhân. Bây giờ vừa thấy được, tự nhiên là củi khô lửa bốc, một điểm tức đốt. Đương nhiên, không có chắc 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 chắc, thời cơ không đúng, nơi cũng không đúng. Treo ở trên xà ngang chung gió yếu ớt vang lên, vì cái này ban đêm tăng thêm một vòng điều hiu. Ngay tại hai người đánh võ mồm lúc, thánh nữ ngoài cung bỗng nhiên truyền đến một tia ba động, bị Lý Quang Hải phát giác. Nhưng hắn không có ở miệng, tiếp tục tại trong miệng thơm lục tuyền tỉnh công thành chiếm đất. Lúc này, một đạo phụ nhân âm thanh từ u lãnh hàng cung ngoài truyền tới, Tuyền Tĩnh nghĩ tạm sao. Lục Tuyền Tĩnh trong mắt khép hờ lập tức trận to, lúc này đẩy ra Lý Quang Hải, vội vàng trả lời, Hoàng Ngô Hoàng, còn không có. Lời còn chưa kịp nói ra miệng, lại bị Lý Quang Hải ôm vào trong ngực, cuối cùng chỉ nguyên lành phun ra hai chữ, nhưng ngữ khí nơi nào còn có nửa phần những ngày qua thanh lãnh bình thản a. Giảng Thu lộ cũng không trực tiếp đẩy cửa vào, nàng đứng ở trước cửa, thở dài một tiếng, nói, Tuyền Tĩnh, ta sau khi trở về tâm loạn như ma cảm thấy ngươi cùng cái kia vô liêm sĩ tiểu tử quan hệ trong đó, vẫn là phải có cái thuyết pháp mới được. Giảng trưởng lão lẩm bẩm, đánh chết nàng cũng nghĩ không ra một môn chi cách bên trong, nhà mình băng thanh thánh khiết thánh nữ đang làm gì chuyện hoang đường. Lục tuyền tỉnh tại dưới thế công của Lý Quang Hải quân lính tan rã, nàng bị hôn đến eo nhỏ nhắn gãy đổ, mình nằm ở trên hàng ngọc sàng, tinh mâu ẩn hiện mê ly thủy quang, lại mang theo mấy phần cầu khẩn. Nhị trưởng lão ngay tại ngoài cửa, nàng lại. Giờ khắc này, lòng của nàng hoàn toàn bị xấu hổ lấp đầy, lại không thể lên tiếng, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lý Quang Hải. Giảng trưởng lão vẫn tại cung điện bên ngoài liếu lo không ngừng, tận tình khuyên bảo khuyên, tuyền tỉnh A, à, không phải ta nói ngươi, ngươi quá đơn thuần, sao có thể, sự tình nếu đều xảy ra, vậy thì nhập gia tùy tục, ta tới hỏi ngươi, ngươi có thích hay không tiểu tử kia? Thánh nữ cung nội truyền ra lục tuyền tỉnh mơ hồ không rõ mềm nhũng âm thanh, không? Ân. Đệ tử không biết. Giảng trưởng lão hừ lạnh, không biết. Hừ, ta nhìn ngươi nha đầu này không chỉ là thân thể, liên tâm đều cho tiểu tử kia a. Tình tình ái ái cũng là hư ảo, ngươi xem một chút ngươi nhị trưởng lão ta, cả một đời không nghĩ tới những chuyện này, ngươi nhìn, ta sống nhiều không bị ràng buộc a. À. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nếu ghé vào trên cửa điện cẩn thận nghe, liền có thể nghe thấy dồn dập tiếng thở. Giảng trưởng lão còn tưởng rằng là chính mình sắc bén ngôn từ để cho lục tuyền tĩnh không vui, lúc này ngữ khí liền mềm nhũng ra, khuyên lân, tuyền tĩnh, ngươi cũng không cần quá mức nóng ruột nóng gan, ta địa hoàng điện cũng sẽ không giảng ngươi trục xuất sư môn, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta cùng sư ca giải quyết, luôn sẽ có biện pháp. Trong điện vẫn là im lặng một mảnh, rất lâu mới truyền ra lục tuyền tĩnh âm thanh, tại nhị trưởng lão. Giảng trưởng lão cười nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi a, à, ta đi. Nói xong, hóa thành một đạo thần hồng đi xa. Bây giờ, u lãnh thánh nữ cung nội sớm đã một mảnh hỗn độn, nhiệt liệt như lửa. Lục tuyền tĩnh mềm tại trên hàng ngọc sàng, hai con ngươi mê ly, thở dốc tinh tế, như dương chi bạch ngọc trên gương mặt hiện ra ánh nắng chiều đỏ sau một hồi nàng khôi phục bình thường tức giận trừng lý quang hải thầm trách hắn vừa rồi thế mà to gan như vậy nhị trưởng lão ngay tại ngoài cửa hắn lại lý quang hải cũng không để ý hắn chỉ là cười cười lấy ra một cái túi càng không đưa cho nàng lại cảm giác có chút không thích hợp khi nhục người hoàng mỹ nhà lại cho chỗ tốt thao tác này như thế nào như vậy giống trong thanh lâu hoạt động a tính toán mặc kệ lý quang hải gặp lục tuyền tỉnh nghiêng đầu đi Nhìn cũng không nhìn túi càng khôn một mắt, liền cười xin lỗi nói, mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận, đồ vật trong này là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, đừng cô phụ ta một phần tâm ý. Hảo một phen hoa ngôn xảo ngữ, cuối cùng để cho Lục Tuyền tỉnh bớt giận. Nàng mở ra túi càng khôn, lấy ra đồ vật bên trong. Là một chồng tạo hóa thần diệt cùng một thanh thần kiếm. Cái này thần kiếm chính là Nguyên Thủy Tổ Đình Chí Bảo, thiên địa nhân tam tài kiếm. Kiếm này vừa mới lấy ra, lăng lệ kiếm khí liền nhộn nhạo lên cũng may lý quang hải kịp thời mở ra pháp tắc lĩnh vực bao phủ cả tòa cung điện mới không có để cho kiếm khí tiết lộ ra ngoài lục tuyền tỉnh hỏi kiếm này ngươi chiếm được ở đâu mặc dù ngữ khí bình thản nhưng từ nàng biến hóa vi diệu trên nét mặt lại có thể nhìn ra giật mình cùng kinh ngạc lý quang hải đúng sự thật nói đây là nguyên thủy tổ đình khâu ninh phong trấn phong chi bảo tại trong kiếm các ôn dưỡng không biết bao nhiêu năm tam tài kiếm tam tài kiếm chưa từng nghe qua lục tuyền tỉnh rầu rĩ nói nhưng cái này dù sao cũng là nguyên thủy tổ đình thần kiếm, ta lấy la dụng, sẽ có hay không có chút không thích hợp a. À. Bây giờ thượng giới còn có không ít nguyên thủy tổ đình người sống sót, tin tức một khi truyền ra, không phải muốn lộ tẩy. Lý Quang Hải cười hỏi, cho nên ý của ngươi là, để cho ta đem còn lại nguyên thủy tổ đình người giết hết. Lục tuyền tỉnh kinh hải, liền vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ý của ta là, chui kiếm này bây giờ không thể xuất hiện trong mắt thế nhân. Lý Quang Hải nói, tuyền tỉnh tưởng quả nhiên chu đáo, ngươi yên tâm, tàn kiếm sơn trang lấy đúc kiếm văn danh thiên hạ ta vân vệ ti cũng có đúc khí đại sư ngồi công đường xử án để cho hắn thay đổi một thanh kiếm bề ngoài cũng không khó như vậy thì không cần lo lắng bị người nhận ra lục tuyền tỉnh nhíu mày ngươi đã sớm suy nghĩ xong cái kia tại sao phải bây giờ lấy ra lý quan hải chuyện đương nhiên nói sớm một khắc lấy ra ngươi liền sớm một khắc vui vẻ không phải sao lục tuyền tỉnh nghe vậy chợt cảm thấy thẹn thùng vội vàng nghiêng đi đầu nói khẽ tái tạo binh khí ngoại hình đánh đổi phi thường lớn cần dùng đến rất nhiều tài liệu trân quý Ngươi. Lý Quang Hải nhắc lời nói, ngươi quên ta là ai sao? Lục Tuyền tỉnh răng cắn xuống môi, không có lên tiếng nữa. Câu nói mới vừa rồi kia, nàng cũng là thẹn thùng trong lúc bối rối thuận miệng hỏi ra, Lý Quang Hải thân là Vân vệ Ti thiếu chủ, những tài liệu kia với hắn mà nói, căn bản không phải sự tình. Chương 404, nữ tế ti. Hai người lại nói rất lâu thì thầm, Lý Quang Hải lúc này mới buông tha Lục Tuyền tỉnh, rời đi Thánh nữ cung, trở về phi hành thần chu. Trở lại cung điện Lý Quang Hải đang muốn tiến vào bên trong vũ trụ, bỗng nhiên bên tai một hồi vù vù, ngay sau đó liền đầu ván mắt hoa đứng lên. Áp chế ở sâu trong nội tâm hung tính cùng ma tính tại sao động, tự hồ muốn xông ra áp chế, phun ra ngoài. Lý Quang Hải tại chỗ ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, chỉ thấy hắn huyệt thái dương gân xanh nhảy lên, ấn đường hắc khí lượng lờ, nhìn qua cực kỳ quá dị. Chén trà nhỏ thời gian sau, Lý Quang Hải tổng tính toán đem sao động hung tính cùng ma tính một lần nữa áp chế. Kể từ hôm đó tại Nguyên Thủy Tổ Đình vận dụng món kia ma binh sau, trong cơ thể hắn liền hội tụ không thiếu chí hung chí ác sức mạnh, cũng may không phải quá nhiều, lấy tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể áp chế. Điều này không khỏi làm Lý Quang Hải nghĩ tới một vấn đề, vận dụng ma binh liền sẽ tại thể nội lưu lại chí hung chí ác chi lực. Cổ lực lượng này bây giờ có thể áp chế, nhưng chờ sử dụng ma binh nhiều lần sau đó, còn có thể áp chế sao? Đây đúng là một đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề, Lý Quang Hải cũng không muốn biến thành một cái chỉ biết giết người của máy giết người, cho nên từ nay về sau, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không cần vận dụng món kia ma binh hảo. Thực sự là kỳ quái, chính mình rõ ràng nắm giữ ma chủ chi nhãn, vì cái gì vẫn sẽ bị ma binh hung tính cho ảnh hưởng đến đâu. Ma chủ chi nhãn là bao trùm hết thảy ma vật phía trên tồn tại trí cao, chẳng lẽ cái này ma binh đã vượt ra khỏi phạm vi này? Lại hoặc là nói, cái này ma binh căn bản cũng không phải là ma tộc chi vật, cho nên không nhận ma chủ chi nhãn áp chế. Đương nhiên, đây đều là lý quan hải vô căn cứ đoán, đến nỗi phải chăng như thế, hắn cũng không biết. Mở ra không gian môn hộ, tiến vào bên trong vũ trụ, vừa mới hiện thân liền nhìn thấy ân băng nhạn lao đến, nhìn mình chầm chầm hỏi, nguyên thủy tổ đình thế nào? Lời nói xong, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, con mắt trợn thật lớn, thanh âm bên trong mang theo không có gì sánh kịp sợ hãi, trung giọng nói, ngươi, ngươi là Lý Quang Hải. Bây giờ ân băng nhạn trong đầu vang dội mấy đạo kinh lôi, toàn bộ người ngu đứng tại chỗ. Ngày đó Lý Quang Hải hủy diệt nguyên thủy tổ đình thời điểm, người khoác áo bào đen, khuôn mặt bị mũ trùng che khuất, thấy không rõ khuôn mặt. Bây giờ, Ân băng nhãn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, bởi vì người trước mắt khí tức cùng lúc đó người áo đen kia giống nhau như đúc. Đến nỗi nàng vì sao lại nhận biết Lý Quang Hải, tự nhiên là bởi vì gặp qua. Ban đầu ở Đông Hải Ngân Nguyệt ở trên đảo, Ân băng nhạn cũng tham gia phổ thiên thương minh đấu giá hội, về sau còn thân hơn mắt thấy gặp Lý Quang Hải lực chiến cổ long tộc tam thái tử ngao vô cực, cho nên nhận ra hắn. Trong nháy mắt, Ân băng nhạn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lý Quang Hải cười cười, nhìn về phía cách đó không xa một mặt xem náo nhiệt thần sắc hàng linh huyên, nói, xem ra ngươi không đem ta sự tình tiết lộ cho người khác, mặc dù thấu không lộ ra cũng không đáng kể, nhưng ngươi vẫn là làm được rất tốt. khi thưởng, hàng linh huyên nói thưởng không thưởng, đằng sau lại nói trước tiên đem chuyện giữa các ngươi giải quyết a. À. lý quang hải liếc ân băng nhạn một cái, ngữ khí bình thản nói không có gì tốt giải quyết, chân tướng đã rõ ràng. ân băng nhạn thanh âm run rẩy hỏi ngươi đem nguyên thủy tổ đình gì? lý quang hải nhíu mày, nguyên thủy tổ đình đối ngươi như vậy, đừng nói cho ta ngươi đối với nguyên thủy tổ đình còn lòng mang cảm ơn. Ân Băng Nhạn nói, bọn hắn là bọn hắn, sư tôn của ta đối với ta chưa từng tàn tư, nói trở lại, Nguyên Thủy Tổ Đình lại không tốt, cũng dạy nhiều năm như vậy, ta nếu không không quản hỏi, chẳng phải là thật không có lương tâm. Lý Quang Hải đi thẳng tới tạo hóa dưới cây thần, lưng tựa thân cây, nói, Nguyên Thủy Tổ Đình bị tiêu diệt hủy diệt, kỳ thực trong lòng ngươi đã có đáp án, vì sao còn phải thêm này hỏi một chút đâu. Hắn lời nói này, đồng đẳng với thừa nhận hắn đã đem Nguyên Thủy Tổ Đình hủy diệt. Cứ việc Ân Băng Nhạn sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe lý quang hải chính miệng nói chuyện nói ra nàng vẫn còn có chút đầu ván mắt hoa khó mà tiếp thu chính như nàng nói tới nguyên thủy tổ đình dù sao cũng là nàng từ nhỏ đến lớn chỗ coi như không có lòng trung thành cũng có rất nhiều tốt đẹp hồi ức ở đó bây giờ nguyên thủy tổ đình bị diệt nàng hồi ức cũng theo đó hóa thành hư không trong lòng chua xót có thể tưởng tượng được càng quan trọng chính là nguyên thủy tổ đình là sư tôn của nàng vô cùng quý trọng nhà bây giờ nhà bị hủy sư tôn chẳng phải là muốn thương tâm đứt ruột nghĩ đến đây ân băng nhạn trong lòng liền mười phần khó chịu, có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Nàng nhìn về phía tại tạo hóa dưới cây thần nhắm mắt điều tức lý quan hải, hỏi ta biết ngươi nhiều bí mật như vậy, ngươi vì cái gì không dứt khoát đem ta cũng giết, như vậy thì vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lý quan hải nhắm mắt lại nói, coi như không giết ngươi, thế nhân cũng sẽ không biết hủy diệt nguyên thủy tổ đình người đến tột cùng là ai, bởi vì ngươi không xuất được. Ân băng nhạn tức giận nói, ngươi không để ta rời đi, lại không giết ta, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lý Quang Hải thản nhiên nói, chớ quấy rầy, ta muốn tu luyện. Ác đồ, xem trưởng. Ân băng nhạn quát lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay bao trùm sương lạnh, ngạo tuyết lăng sương trưởng thi triển mà ra, trưởng lực những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đông cứng ở. Lý Quang Hải lại nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, quanh thân pháp lực phun một cái, trực tiếp đem cổ này trưởng lực hóa giải. Ân băng nhạn đương nhiên biết mình tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng nàng vẫn không thuận không buông tha, trưởng ra như gió, trưởng lực ngưng tụ thành từng cây băng trùy đâm tới. Lý Quang Hải phương viên hơn một trượng phạm vi tự thành một mảnh lĩnh vực, không thể phá vỡ, băng trùy cắm ở phía trên, trong nháy mắt bạo toái thành đầy trời đá vụn. Ân băng nhạn đang muốn lại ra tay, chợt thấy một vệt kim quang lướt đến, dịu nhân mắt. Nàng căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị kim quang kia cuốn lấy hai chân, ngã xuống kết xương trên đồng cỏ, qua trong dây lát liền bị trói trở thành bánh chưng. Lý Quang Hải không để ý tới nàng, tự mình tiến vào trạng thái tu luyện. Trước đây sở dĩ cứu ân băng nhạn, còn đem nàng nhốt vào bên trong trong vũ trụ, là bởi vì lý quang hải tại nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy nữ tử này vô cùng nhìn quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua tựa như có thể kỳ quái là hai người đích đích xác xác là lần đầu tiên gặp mặt vì sao lại bên trong loại cảm giác này tò mò lý quang hải vận dụng ma chủ chi nhãn vốn định thử thời vận xem có thể hay không tìm được một chút dấu vết để lại kết quả vừa mở ra ma chủ chi nhãn trước mắt hắn liền hiện ra một bức tranh đó là một cái thông thiên tế đàn tế đàn ở giữa đứng một nữ tử mặc màu đen đại tế ti trường bào khuôn mặt kia thế mà cùng ân băng nhạn giống nhau như đúc. Hình ảnh chỉ có ngắn ngủi mấy hơi, lại làm cho Lý Quang Hải mười phần chấn kinh. Đó là ân băng nhạn kiếp trước sao? Vì cái gì ma chủ chi nhãn có thể nhìn đến kiếp trước của nàng, lại không nhìn thấy người khác? Ân băng nhạn kiếp trước lại là một đại tế ti. Nàng là thân phận gì? Từ trong thấy ân băng nhạn kiếp trước một khắc này bắt đầu, Lý Quang Hải liền quyết định muốn cứu nàng, có lẽ nữ nhân này có cái khó lường lai lịch, tương lai có thể sẽ có kinh hỉ cũng khó nói. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, ngày đó nguyên thủy tổ đình ứng đài trên đỉnh tường vân bao phủ, mà cái này tường vân phù hộ, chính là ân băng nhạn. Nàng là khí vận chi nữ, vẫn là khí vận đẳng cấp đạt đến màu đỏ khí vận chi nữ, khó gặp, đương nhiên không thể trực tiếp giết. Nàng sống sót, so chết càng có giá trị. Chương 405, Tào Địa Sát Tống Phong Ngũ Lý Quang Hải tại địa hoàng ngoài điện trong mấy ngày, xác nhận hải tộc đã lui binh sau đó, lúc này mới rời đi. Bất quá hắn cũng không có trở về Đông Hải tiền tuyến, mà là đi tới các nơi phương ngoại chi địa, hiệp trợ những cái kia thế lực đánh lui hải tộc. Một bên khác, ma niệm phân thân mang theo quần ma đi tới Thái Âm cung phụ cận, ngày ẩn náu đêm hoạt động, ngẫu nhiên hiển lộ dấu vết, đưa tới Thái Âm cung chú ý. Ở lại giữ trưởng lão và các đệ tử toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, hôm nay ma tộc thường xuyên tại Thái Âm cung phụ cận qua lại, chẳng lẽ bọn hắn muốn đối nhà mình tông môn động thủ? Nhớ tới mấy tháng trước Nguyên Thủy tổ đình bi kịch, bọn hắn liền trong lòng sợ hãi, vội vàng đem tin tức này truyền lại cho phụ cận mấy đại đạo thống, hy vọng bọn họ có thể tới viện trợ. Thái âm cung tọa lạc ở thượng giới đông nam địa vực, phiến địa vực này đạo thống vẫn thật không ít, có càng ung thành, cự lộc thư viện, linh hư sơn. Vốn là còn một cái nguyên thủy tổ tòa, bây giờ nguyên thủy tổ đình bị diệt, tự nhiên muốn từ mấy đại đạo thống trong hàng ngũ xóa tên. Các đạo thống sau khi nhận được tin tức, nghĩ thầm ma tộc mấy tháng trước mới đem nguyên thủy tổ đình diệt, bây giờ lại tại thái âm cung phụ cận rục rịch, thậm chí đều không tận lực che giấu hành tung, thật sự là quá kiêu ngạo. Nhìn điều bộ này, ma tộc là muốn đem đông nam địa vực tất cả đạo thống từng cái đánh tan trên diện rộng cắt giảm nhân tộc sức mạnh nếu như thế tuyệt đối không thể để cho đám kia ma tộc tàn dư âm mưu được như ý thái âm cung một khi bị diệt mục tiêu kế tiếp đoán chừng chính là mình ông loại ý nghĩ này mấy đại đạo thống cũng không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn phái ra không thiếu cường giả đi tới thái âm cung đương nhiên bọn hắn chỉ là phái ra bộ phận cường giả chân chính lực lượng nòng cốt tự nhiên là muốn lưu thủ nhà mình tông môn vạn nhất đem người toàn bộ đều phái đến thái âm cung đi kết quả nghiêng đầu lại phát hiện lão gia bị người bưng thì còn đến đâu trợ giúp người có thể nhưng cũng phải có hạn độ tại không ảnh hưởng tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết hơi trợ đối phương một chút sức lực là được rồi không thể đem chính mình cũng cho lôi xuống nước mấy đại đạo thống động tác thật đúng là không chậm từ tiếp vào tin tức không đến ba ngày phái ra chúng cường giả liền đã đến thái âm cung khi thái âm cung tất cả trưởng lão nhìn thấy linh hư sơn phái tới cường giả lúc cảm động cũng sắp khóc còn lại đạo thống mặc dù xuất thủ tương trợ, lại đều có lưu chỗ trống, phái tới cường giả không tính mạnh, nhưng cũng không tính yếu, chỉ có thể coi là loại kia có thể giúp một tay, nhưng không thể giúp bận rộn cấp độ. Chân chính cường giả lợi hại bọn hắn không có khả năng phái tới, toàn bộ đều lưu lại nhà mình tông môn. Nhưng Linh Hư Sơn không giống nhau, bọn hắn phái tới cường giả không chỉ có mạnh, số lượng còn nhiều. Huyền thánh cảnh cường giả không dưới 10 người, huyền tiên cảnh cường giả có hai người, còn có một người tu vi càng là đạt đến kinh khủng chuẩn thần cảnh, khoảng cách chân chính huyền thần chích kém cách xa một bước. Để cho thái âm cung động dung chính là, lần này Linh Hư Sơn lại còn tới một cái chân chính huyền thần cảnh siêu cấp đại năng. Không phải thái âm cung chưa từng va chạm xã hội, thật sự là bởi vì Linh Hư Sơn thủ bút có chút quá lớn. Huyền thần cảnh là một cái đạo thống tông môn chân chính nội tình sức mạnh. Nói một cách khác, một cái đạo thống nếu như không có huyền thần cảnh cường giả tọa trấn, liền không thể xưng là đạo thống, bởi vì không có tư cách. Nguyên thủy tổ đình hết thảy cũng chỉ có ba tôn huyền thần cường giả, mặc dù linh hư sơn nội tình khẳng định so với nguyên thủy tổ đình hùng hậu nhưng dù cho như thế trực tiếp như vậy phái tới một cái huyền thần cường giả đại thủ bút cũng đầy đủ làm cho người khiếp sợ và bội phục linh hư sơn không hổ là thiên hạ chính thống để bảo vệ vạn vật thương sinh làm nhiệm vụ của mình quả nhiên đại công vô tư khiến người khâm phục các cao thủ đến đông đủ thái âm cung cũng không keo kịp, lệnh tất cả lưu thủ đệ tử xếp đặt yến hội vì các đạo thống đạo hữu bày tiệc mời khách trận này tiệc trụ tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn đều mười phần trân quý có phụ trợ tu luyện tăng cường thể phách và khí huyết kỳ hiệu. Theo lý thuyết trân quý như vậy nguyên liệu nấu ăn chỉ có tại gặp phải việc vui gì thời điểm mới có thể dùng được, bởi vì quá trân quý, bình thường thời điểm căn bản sẽ không dùng. Nhưng lần này Thái Âm Cung hào phóng như vậy, ngược lại để đến đây tiếp viện chúng cường giả ăn no nê, trong lòng đối với Thái Âm Cung cũng nhiều mấy phần hảo cảm. Tiệc trụ rất nhanh liền kết thúc, chúng cường giả đang muốn tán đi, đúng lúc này Thái Âm Cung ngoại cùng phong gào thét, bầu trời tinh quang cùng ánh trăng chẳng biết lúc nào bị một đóa ma vân che khuất cả phiến thiên địa bỗng nhiên tối lại, duy chỉ có thái âm cung chủ trên đỉnh đèn đuốc sáng trưng. Màu vàng kim ánh lửa, cố gắng xua tan lấy vô thiên cái địa mà đến hắc ám, lại chỉ có thế miễn cưỡng chiếu sáng phương viên mấy chục trượng. Liền tại bọn hắn uống rượu làm vui thời điểm, ma vụ đã đem cả tòa thái âm cung cho bao phủ. Xa như vậy ở chân trời, lại như gần ngay trước mắt hắc ám phản phất có thế thôn vệ quang minh, giống như mê chướng che khuất chúng cường giả ánh mắt, liền. Cảm giác đều che mắt, không cách nào nhìn trộn đến ngoại giới. Lúc này, lưu thủ thái âm cung phó cung chủ tàu địa sát hô to mở ra hộ tông đại trận tiếng nói vừa dứt thái âm cung tám cái phương hướng đồng thời sáng lên bạch quang cục sáng sông thẳng vân tiêu tại cao ngàn trượng khoảng không dừng lại lẫn nhau kết nối tạo thành che chắn hộ tông đại trận mỗi vận chuyển một khắc tiêu hao linh thạch đều không thiếu nhất là loại này phạm vi lớn hộ tông đại trận tiêu hao càng là đạt được nhiều khó mà đánh giá không có cái nào đạo thống tông môn hội thời thời khắc khắc đem hộ tông đại trận mở lấy bởi vì căn bản không biết coi như trong nhà có khoáng cũng không chịu đựng nổi. Hộ tông đại trận mở ra, tàu địa sát lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thiên cương địa sát, người này chính là thái âm cung cung chủ tàu thiên cương thân sinh đệ đệ. Tuy nói hộ tông đại trận mở ra, nhưng tại tràng chúng cường giả như cũ không có buông lỏng. Ma tộc cường đại, bọn hắn mặc dù không biết đến, nhưng lại tại trong cổ tịch thấy qua rất nhiều tương quan miêu tả, hơn nữa miêu tả ma tộc không phải một người, mà là rất nhiều người. Nhiều người như vậy đều đem ma tộc miêu tả đến vô cùng cường đại, cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại, liền nói rõ cái chủng tộc này thật sự cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thái âm cung ngoại vây ma khí tàn phá bừa bãi, không biết có bao nhiêu ma đầu tại nhìn chăm chăm, tại chỗ cường giả có thế buông lỏng mới là lạ, lạ. Lúc này, tàu địa sát mang theo một đám thái âm cung trưởng lão, đi tới vị kia huyền thần cảnh linh hư sơn trước mặt cường giả, chắp tay nói, tống tiền bối, lần này liền dựa vào ngài. Tống phong ngũ là cái rất hiền hòa người, không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng không cao nhân tiền bối phong phạm, nghe vậy khoát tay cười nói, dễ nói, lão phu cũng không thể uống chùa các ngươi quỳnh tương trụ ngon a à. Đa tạ tiền bối. Tào địa sát cùng người khác trưởng lão cùng nhau thi lễ một cái. Hộ tông đại trận bên ngoài ma khí càng nồng đậm, quỷ khóc thần hào một dạng phong thanh nghe da đầu rung lên, đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, ở xa phương ngoại chi địa lý quan hải cùng ma niệm phân thân thay đổi một vị trí, hắn xuất lĩnh quần ma, thẳng đến đông huyền cảnh linh hư sơn mà đi những ngày qua hắn cố ý để cho trì quốc thiên vương bọn người ngủ đông tại thái âm cung phụ cận thỉnh thoảng lộ ra hành tung chính là vì tạo nên một loại ma tộc sẽ phải đối với thái âm cung động thủ giả tượng bao quát về sau thái âm cung cầu viện các đạo thống cũng tại lý quan hải tính toán bên trong hắn muốn chính là cái này còn lại đạo thống phái bất phái cường giả đi cũng không đáng kể mấu chốt là linh hư sơn nhất định muốn phái người đến liền đúng bởi vì dạng này hắn liền có thể thừa cơ lẻn vào linh hư sơn mạnh mẽ xông tới trấn yêu tháp cứu ra es chân thân Chương 406, Tam Sinh chiếu ảnh thạch. Linh hư sơn xem như thiên hạ chính thống, quả nhiên không để cho Lý Quang Hải thất vọng, phái đi thái âm cung sức mạnh so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Phái ra chuẩn thần cảnh cũng coi như, lại còn xuất động một cái chân chính huyền thần cảnh. Thủ bút lớn như vậy, phóng nhãn toàn bộ thượng giới, có thể làm được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thủ bút lớn, ý chí cũng lớn, khó trách Linh hư sơn có nhiều như vậy tính đồ. Vì phòng ngừa các tông môn phản ứng lại, Lý Quang Hải bọn người không có chút nào ngừng trực tiếp vận dụng đại thần thông xuyên thẳng qua hư không, bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào Đông Huyền cảnh. Đông Huyền cảnh là cái cùng thượng giới giáp giới, lại không thuộc về thượng giới một phương tiểu thế giới. Nơi đó là thượng giới đông bộ linh mạch phát nguyên chi địa, linh khí cực kỳ nồng đậm, dưới mặt đất có dấu vô số mỏ linh thạch. Lớn như vậy Đông Huyền cảnh, chỉ tọa lạc một cái tu hành môn phái, chính là Linh Hư Sơn. Lý Quang Hải cũng là lần đầu tiên tới Đông Huyền cảnh, không khỏi bị nơi này vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt trung động, quả nhiên là một cái cực kỳ hiếm thấy thánh địa tu hành, hang cổ tiên sơn rất nhiều, động thiên phúc địa vô số, coi như không có tụ linh phát trận, linh khí cũng so ngoại giới nồng đậm mấy lần. Ở trong môi trường này, liền xem như một con lợn đều có thể tu luyện nổi danh đường tới. Đông huyền cảnh trong vòng nghìn dặm, vô cùng rộng lớn, đơn giản chính là một cái thế ngoại tiên cảnh. Lý Quang Hải mặc dù chưa từng tới cái này, lại nhìn qua trong cổ tịch có quan đông huyền cảnh miêu tả. Căn cứ miêu tả, đông huyền cảnh một ngọn cây cọng cỏ, cũng là có linh tính, bọn chúng đi qua thiên địa linh khí quán khái, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, còn có thể sinh ra linh trí, tu luyện thành tinh đâu. Theo lý thuyết, ngươi từ một cây đại thụ bên cạnh đi qua, kỳ thực gốc cây kia là có thể trông thấy ngươi, trừ phi nó đang ngủ. Ngươi từ một cây cỏ non bên trên bước qua, cỏ non cũng là sẽ cảm thấy đau, chỉ có điều nó không có miệng, không phát ra được thanh âm nào. Đương nhiên, đây chỉ là trong cổ tịch miêu tả, đến nỗi là thật là giả, Lý Quang Hải cũng không biết được bây giờ hắn cũng không tâm tư quan tâm hoa trước mắt cây cỏ một là có phải có linh trí, hắn để cho chúng ma che giấu khí tức, hướng về nơi xa ngọn núi kia lăng không, giống như phù vân núi non trùng điệp mà đi. Linh hư sơn tông môn xây ở trên trời, có thể trông thấy đông huyền cảnh vạn vật thương sinh, ngay những lúc này, linh hư sơn đệ tử liền sẽ nội tâm bình tĩnh, càng thêm kiên định thủ hộ thượng giới an bình tín niệm. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, đông huyền cảnh nội bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi linh hư sơn pháp nhãn, cho nên lý quan hải bọn người mới cẩn thận như vậy cẩn thận hơn nửa lần này hắn không mang bao nhiêu người, những cái kia yêu thánh cảnh ma đầu toàn bộ đều không tới, hắn chỉ dẫn theo tiên cảnh trở lên ma đầu. Mục đích lần này không phải hủy diệt Linh Hư Sơn, mà là cứu ra S chân thân, không cần nhiều người như vậy. Tới gần Linh Hư Sơn, chỉ thấy cái kia lăng không trên ngọn núi, kim quang vạn đạo lăng hồng nghe, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím, đẹp tựa như ảo mộng. Không bị ràng buộc thiên vương không khỏi cảm khái nói, quả nhiên là chỗ tiên cảnh A, ngày khác ta ma tộc chấn hương ngày, ta cũng phải đem ta không bị ràng buộc thiên vương điện xây thành cái dạng này. một bên trì quốc thiên vương biểu môi có gì tốt nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp thôi. ta tứ đại ma tôn cung điện hẳn là bá khí ám trầm mới đúng. không bị ràng buộc thiên vương nói người mỗi người mỗi sở thích người ưa thích bá khí ám trầm phong cách ta liền ưa thích linh hư sơn loại phong cách này. trì quốc thiên vương hừ lạnh ưa thích loại phong cách này thì sao thật sự cho rằng ở chỗ này chính mình cũng không phải là ma. không bị ràng buộc thiên vương nhíu mày người lúc nào cũng xuyên tạc ta ý tứ ta chỉ là ưa thích loại này như thế ngoại đào nguyên lối kiến trúc, ngươi theo ta kéo nhiều như thế làm cái gì? Mắt thấy trì quốc thiên vương lại muốn phản kích, lúc này Lý Quang Hải nói, tốt, đừng thảo luận, lên đi. Nghe vậy, trì quốc thiên vương cùng không bị ràng buộc thiên vương lẫn nhau trừng đối phương một mắt, không nói gì nữa. Lý Quang Hải xuất lĩnh chúng ma, hướng phù vân một dạng sơn phong nhóm bay đi. Ngay trong bọn họ tu vi yếu nhất cũng có yêu tiên cảnh, tại linh hư sơn đám người không có phòng bị điều kiện tiên quyết, che giấu khí tức lẻn vào nội bộ không tính quá khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng từ những cái kia kiếm tiên trước mặt đi qua, nếu không thì coi như bọn họ bản thân không phát hiện được, bội kiếm trong tay cũng sẽ phát ra chiến minh cảnh cáo. Đi tới sơn môn, nhìn xem mây mù mờ ảo đá xanh đại đạo, cùng với bên trong sơn môn cái kia ba thanh liếc cắm dưới đất cự kiếm, Lý Quang Hải rung động trong lòng. Linh hư sơn so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, ít nhất so nguyên thủy tổ đình đại xuất mấy lần. Đứng tại ngoài sơn môn, có thể rõ ràng cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí hướng nơi đây điên cuồng vọt tới, Linh khí nơi này mức độ đậm đặc, sau so vừa tiến vào đông huyền cảnh thời điểm càng dày đặc mấy lần, so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần. Khó trách Linh Hư Sơn đệ tử Tu Vi, phổ biến so các đạo thống đều mạnh. Cùng nguyên thủy tổ đình bất đồng chính là, Linh Hư Sơn Sơn Môn cũng không có đệ tử trong coi, bên trong cũng không có đệ tử tuần sát. Cái này cũng không kỳ quái, ai dám tới Linh Hư Sơn tiền phiền toái, chán sống. Tiến nhập Sơn Môn, vòng qua ba thanh cự kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, lầu các lộng lẫy cao lớn, thần tiêu gián khuyết, đúng như thiên thượng nhân gian đông đảo bạch y đệ tử ngự kiếm lăng không kéo lấy trường hồng từ không trung xẹt qua tiên khí mờ mịt hạo nhiên chính khí không hổ là thượng giới tu luyện thánh địa lý quang hải bọn người tiếp tục hướng bên trong đi đến đi ngang qua thử kiếm đài đi qua thần kiếm phong cuối cùng đi đến một khối thanh sắc cự thạch bên cạnh trì quốc thiên vương dừng bước lại chỉ vào đá xanh kinh ngạc nói chủ thượng ngài nhìn lý quang hải có chút không hiểu thế nào trì quốc thiên vương giải thích nói chủ thượng khối đá này tên là tam sinh chiếu ảnh thạch chỉ cần đem tay che ở phía trên, liền có thể nhìn thấy chính mình trước ba thế. Lý Quang Hải nhíu mày, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Tam sinh chiếu ảnh thạch, trong cổ tịch từng có ghi chép, hắn công hiệu cũng cùng trì quốc thiên vương nói tới không khác nhau chút nào, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua. Tảng đá kia từ cửu châu chiến loạn đi qua, liền sẽ chưa từng xuất hiện. Nhưng cũng không bài trừ một ít tông môn thế lực có thể vụn trộn cất giấu một khối. Tóm lại Lý Quang Hải là vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới Linh Hư Sơn lại có một khối hơn nữa còn trực tiếp bày ở bên ngoài, cũng không giống như là rất xem trọng dáng vẻ. Hắn hứng thú, cười hỏi, thử xem. Trì Quốc Thiên Vương cùng không bị ràng buộc thiên vương liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Trì Quốc Thiên Vương cười nói, chủ thượng, chúng ta rất sớm trước đó liền thử qua, khi đó giữa thiên địa có thật nhiều tam sinh chiếu ảnh thạch. Lúc này, một cái yêu tiên cảnh yêu ma đứng dậy, hơi có vẻ câu nệ nói, cái kia, chủ thượng, ta còn chưa có thử qua, không biết có thể để cho thuộc hạ thử xem. Còn lại ma đầu nhau nhau gật đầu toàn bộ đều dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía lý quang hải lý quang hải cười nói đi thôi đều đi thử xem chúng ma đại hỉ trước hết nhất nói chuyện cái kia ma đầu đương nhiên là xếp ở vị trí thứ nhất hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tam sinh chiếu ảnh trên đá chậm rãi nhắm hai mắt sau một lúc lâu thân thể khỏe mạnh giống như giống như bị chạm điện nhanh chóng rung rung hai cái sau đó mở to mắt lý quang hải hỏi thấy cái gì ma đầu kia lúng ta lúng túng nói thấy được thật nhiều phức tạp thác loạn hình ảnh ta hẳn là một tên tướng quân, sau đó là thư sinh, cuối cùng. Nói xong, hắn bỗng nhiên có chút ngại ngùng, không lên tiếng. Lý Quang Hải cười cười, không có truy vấn ngọn nguồn. Còn lại ma đầu một cái tiếp theo một cái, toàn bộ đều đưa bàn tay đặt tại tam sinh chiếu ảnh trên đá, riêng phần mình thấy được chính mình trước ba thế, thần sắc khác nhau. Cuối cùng đến phiên Lý Quang Hải, nói thật, hắn có chút hưng phấn, nhưng càng nhiều vẫn là khẩn trương. Hắn đối với kiếp trước của mình hết sức tò mò, bởi vì kiếp này phát sinh ở trên người mình sự tình quá khác thường, thậm chí một trận để cho hắn cho là mình là ma chủ chuyển thế. Bằng không thì giải thích thế nào này đôi trời sinh ma chủ chi nhãn. Thượng thiên ban cho sao? Không, tới thiên tứ không dậy nổi, càng không tư cách ban thưởng. Dứt bỏ trong lòng tạp niệm, Lý Quang Hải thâm hít một hơi, tay áo trượt xuống, lộ ra một cái trắng nõn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng đặt tại tam sinh chiếu ảnh trên đá, hai mắt khép hờ. Đợi đã lâu, trước mắt vẫn như của một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, Tam sinh chiếu ảnh trên đá xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, tựa như mạng nhện đồng dạng trải rộng ra, cuối cùng két một tiếng, rách ra. Chương 407, Ngũ Phong kiếm tiên. Lý Quang Hải ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn xem tán loạn trên mặt đất vô số cục đá vụn. Lúc này, Trì Quốc Thiên Vương nói, chủ thượng không cần để ý, cái này tam sinh chiếu ảnh trong đá chứa linh quẩn, mỗi dùng một lần linh quẩn liền thiếu đi một phần, mấy người linh quẩn hao hết sau, chiếu ảnh công năng cũng sẽ không có. Vừa rồi có lẽ là vừa vặn linh quẩn hao hết, cho nên cái này tam sinh chiếu ảnh thạch mới có thể nứt ra lý quang hải thở dài thu nhíp tinh thần nói đi thôi chúng ma đi theo hắn tiếp tục hướng linh hư sơn chỗ sâu đi đến đi tới một tòa sương mù sáng tỏ rộng lớn bạch ngọc kiều phía trước trị quốc thiên vương gọi lại lý quang hải truyền âm nói chủ thượng trên cầu có kết giới không có thân phận lệnh bài ngoại nhân một khi tới gần ắt sẽ bị phát hiện không thể tới gần lý quang hải nhãn thực chất xích quan lưu chuyển hắn tin tường trông thấy bạch ngọc kiều thượng trung ương vị trí có một mặt vô hình che chắn trừ phi tu vi cực cao chí cường giả, bằng không tuyệt không có khả năng cảm thấy được. Đương nhiên hắn là một ngoại lệ, ma chủ chi nhãn có thể nhìn ra thế gian vạn vật, chỉ là một mặt vô hình che chắn đáng là gì. Khó khăn là, làm như thế nào tại không kinh động linh hư sơn chúng kiếm tu điều kiện tiên quyết, lặng yên không tiếng động ẩn vào đi đâu. Đối với người khác tới nói có lẽ là cái đau đầu vấn đề, nhưng đối với nắm giữ không gian phù văn lý quan hải tới nói, cũng không phải việc khó gì. Cự ly ngắn mở không gian thông đạo, hay không thành vấn đề nhưng không gian thông đạo mở ra trong nháy mắt, phương thiên địa này khí tức nhất định sẽ ba động, mặc dù cổ ba động này cực kỳ nhỏ, nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng khó tránh sẽ không kinh động những cái kia tìm tu lão kiếm tiên. Thế là tại vận dụng không gian phù văn phía trước, Lý Quang Hải lặng yên không tiếng động mở ra pháp tắc lĩnh vực, bao phủ phương viên mấy chục trường. Lòng bàn tay không gian phù văn chấp động, tại trước mặt vung lên, phía trước không gian lại giống như là khóa kéo bị kéo ra, mở ra một đạo đen ngòm môn hộ. Bạch Ngọc Kiều đối diện, cũng xuất hiện một cái không gian môn hộ. Trì quốc thiên vương liếu lưỡi nói, chủ thượng thủ đoạn thông huyền, thuộc hạ bội phục. Lý Quán Hải nói, đừng nịnh hót, dành thời gian. Nói xong, một bước bước vào không gian môn hộ, hậu phương chúng ma theo tự đuổi kịp. Cái này không gian môn hộ khi chân thần dị vô cùng, Lý Quang Hải chân từ bên này luồn vào đi, đồng thời từ đối diện không gian môn hộ nhô ra, thật giống như thật chỉ là một cánh cửa tựa như. Thuận lợi thông qua Bạch Ngọc Kiều, hướng về bên trong mới là Linh Hư Sơn chân chính khu vực hạch tâm, cũng là một đám nhân vật trọng yếu chỗ ở tiếp xuống mỗi một bước đều phải chú ý cẩn thận nếu không thì phiền toái lúc này trì quốc thiên vương truyền âm nói chủ thượng linh hư sơn lớn như vậy trấn yêu tháp đến cùng ở nơi nào a à? có địa đồ sao lý quang hải cười không nói bên hông hắn dưỡng hồn ngọc lấp lóe ánh sáng nhạt một đạo nữ tử sốt giòn mị âm thanh truyền ra trì quốc ngươi có phải hay không ngốc ta có thế cảm giác không đến chân thân của mình có ở đây không ban đầu ở vùng cực bắc lúc ta liền có thể ẩn ẩn cảm giác được chân thân bị khốn ở phía đông nam, hiện tại cũng tới đây, cảm giác mãnh liệt hơn trăm lần, còn cần cái gì đồ A. Trị quốc thiên vương sau mặt nạ truyền ra hai tiếng gượng cười, hoàn toàn không có mắng lại. Lý Quang Hải nhíu mày, theo lý thuyết trị quốc thiên vương tính khí cũng không thế nào tốt, bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng không bị ràng buộc thiên vương thường thường đấu võ mồm. Bây giờ bị S mắng như vậy, hắn thậm chí ngay cả một câu lời oán giận cũng không có. Lý Quang Hải nhược có chút suy nghĩ, đoán chừng cái này e tại ma tộc bên trong địa vị so trì quốc thiên vương cao nói chính xác hẳn là so tứ đại thiên vương cao ma tộc bên trong so tứ đại thiên vương còn cao địa vị chắc có không thiếu lý quang hải cũng không hiểu rõ chờ cứu ra e chân thân sau lại tìm một thời gian hỏi rõ ràng a à. đám người căn cứ vào e chỉ dẫn trực tiếp thẳng hướng một cái phương hướng kín đáo đi tới tại trải qua vô số lầu các lộng lẫy cao lớn cùng vài chục tòa phù vân một dạng sơn phong sau cuối cùng trông thấy nơi xa bị năm tòa sơn phong tụ tập che chắn, lộ ra một tiết ngọn thác. Es động truyền âm nói, chính là cái này, chân thân đang kêu gọi ta. Trì quốc thiên vương trầm giọng nói, đừng có gấp, trông thấy cái kia vây quanh trấn yêu thác năm tòa đỉnh núi sao. Phía trên đều có cung điện, vẫn bình tĩnh như một vũng tử thủy, nhưng ta lại có thể từ trong những cung điện kia cảm nhận được mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, nhất định có cường giả tọa trấn. Lý Quán Hải nói, ngươi nói một chút ý nghĩ. Trì quốc thiên vương suy nghĩ nửa ngày, Nói, những cường giả này tất nhiên được phái tới trấn thủ nơi đây, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, cho nên phân cánh hoa mai kế vô dụng. Lý Quang Hải nói, nói điểm chính. Cầm cổ thiên vương chấp tay, chủ thượng, thuộc hạ cho rằng lúc này đã không kế khả thi, xông vào A. Hảo. Lý Quang Hải gật đầu đồng ý, sau đó dặn dò, chư vị, chúng ta lần này đến đây là tới cứu người, không phải tới đồ diệt sơn môn, gặp phải cường địch không cần cùng đối phương liều chết đến cùng, chỉ cần kiềm chân những người kia là được chúng ma cùng kêu lên đáp ứng là chủ thượng động thủ lý quang hải ra lệnh một tiếng chỉ một thoáng cuồng bạo vô cùng ma khí theo số đông ma đầu trên thân mãnh liệt tuôn ra xua tan sương trắng che khuất bầu trời bọn hắn hóa thành bóng đen tựa như lưu tinh bay xuống đồng dạng lướt qua năm tòa sơn phong hướng trấn yêu thác mau chóng đuổi theo cùng lúc đó trấn thủ ngũ phương cung điện truyền ra kiếm minh kiếm khí bén nhọn xông thẳng vân tiêu xé rách tại mái vòng hội tụ ma khí thiên quan từ những kiếm khí kia chọc ra lỗ thủng bắn ra đoan lỗ chiếu xuống đại địa. Năm đạo thần quang từ cung điện lướt đi, chớp mắt liền đã đến trấn yêu tháp phía trên, hiện ra hoặc vĩ ngạn, hoặc tiên phong đạo cốt thân hình. Trong đó một cái tướng mạo nhìn qua mười phần nghiêm khắc lão giả quát to, lớn mật, dám xông vào ta linh cư sơn thánh địa. Bang! Bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang lóe sáng, một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí chém ngang mà ra, tự như đem không gian đều cắt đứt ra thành hai nửa, chém về phía chúng ma. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, không bị ràng buộc thiên vương con ngươi hơi co lại, nói nhỏ, huyền thần cảnh kiếm tu. Đồng thời trong tay quạt xếp tử từ trái phía bên phải vung lên, quét lên một cơn lốc, đem không gian từng khúc vặn vẹo, chặn đạo kia nhỏ như sợi tóc kiếm khí. Tướng mạo nghiêm khắc lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía không bị ràng buộc thiên vương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Lại là một đầu thần cảnh yêu ma, lại nhìn còn lại yêu ma, hơi cảm giác một phen, liền hải nhiên phát hiện những ma đầu này bên trong, tu vi yếu nhất cũng có yêu tiên cảnh giới. Hắn chấn kinh thật tình không biết Lý Quang Hải trong lòng đồng dạng chấn kinh. Khá lắm, hắn là thế nào đều không nghĩ đến, cái này phụ trách trấn thủ trấn yêu tháp năm cái trong cường giả, lại có ba người cũng là hàng thật giá thật huyền thần cảnh. Còn sót lại hai người mặc dù còn chưa đặt chân chân chính huyền thần, nhưng cách kia cái cảnh giới chỉ còn dư khoảng cách nửa bước. Bọn hắn không thiếu nội tình cùng tích lũy, thiếu chỉ là một cơ hội, chỉ cần thời cơ đến, tùy thời đều có thể đột phá. Không hổ là thiên hạ đạo thống, nội tình này coi là thật thâm hậu không thể tưởng tượng nổi đây vẫn chỉ là linh khư sơn trên mặt nổi sức mạnh những cái kia tại kiếm trũng chỗ sâu bế quan lão tổ cấp kiếm tiên còn không có tính cả đâu nếu như đem những cái kia lão tiền bối cũng coi là cái này linh khư sơn có huyền thần cảnh cường giả số lượng quả nhiên là có chút kinh khủng lý quang hải cảm thấy mình có chút kinh địch nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch ban đầu bởi vì hắn có linh khư sơn nhược điểm nắm trong tay chương bốn trăm tám đồ tử đồ tôn cái này nhược điểm rất đơn giản lý quang hải cũng không có phí bao nhiêu thời gian chỉ là tại vừa bước vào sơn môn thời điểm trông thấy một đội ngự kiếm lăng không đệ tử lúc tiện tay mà làm ngũ đại kiếm tiên nhìn nhau còn lại bốn người bang một tiếng cùng nhau rút bảo kiếm ra thoáng chốc hàng quan lạnh thấu xương hô ứng lẫn nhau ẩn ẩn tạo thành một cái kiếm trận công chúng ma đầu vây quanh trong đó đúng lúc này lý quang hải đại hô một tiếng chậm hắn dùng đương nhiên không phải nguyên thanh mà là tận lực đè thấp sau khàn khàn tiếng nói ngũ đại kiếm tiên cũng đã bắt đầu bấm niệm phát quyết niệm chú bảo kiếm trong tay chỉ lát nữa là phải chém rụng nghe vậy lại coi là thật ngừng lại tướng mạo nghiêm khắc lão kiếm tiên âm thanh lạnh lùng nói ma đầu ngươi có lời gì muốn nói lý quang hải ngữ khí bình thản còn mang theo một nụ cười không phải ta có lời muốn nói là ngươi bọn đồ tử đồ tôn nói ra suy nghĩ của mình dứt lời đồng thời phất ống tay áo một cái ống tay áo kịch liệt phồng lên đón gió liền dài mấy chục cái bị phượt tiên tác trói thanh niên nam nữ xuất hiện tại ngũ đại kiếm tiên trước mắt tướng mạo nghiêm khắc lão kiếm tiên gầm thét hèn hạ ngươi dám uy hiếp bờ ta chờ. Lý Quang Hải nhếch miệng cười lạnh, hèn hạ. A, à, tại ngươi chính đạo trong suy nghĩ, ta ma tộc lúc nào không hèn hạ qua. Ta ma tộc nếu là quang minh chính đại, há không liền cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Tốt, bớt nói nhiều lời, hôm nay chúng ta tới đây, chỉ vì cứu ra đồng bạn, điểm này tin tưởng các ngươi đã đoán được. Không muốn các ngươi đồ tử đồ tôn chết thảm mà nói, liền thối lui đến một bên, chúng ta cứu người hoàng Mỹ lập tức rời đi. Lý Quang Hải ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhưng các ngươi như khư khư cố chấp, ngươi đoán ta có dám hay không làm thịt bọn hắn. Một câu nói sau cùng này, tài năng lộ rõ, hàng khí thấu xương, làm cho người kinh hãi. Cái kia tướng mạo nghiêm khắc lão kiếm tiên hiển nhiên là một bạo tính khí, tối nhẫn nhịn không được chính là người khác uy hiếp nhất là ma đầu uy hiếp Ngươi dám. Hắn bạo một tiếng, thanh âm bên trong sen lẫn kiếm khí, sắc bén như đao, hàng ngàn hàng vạn, chém về phía trói lại mấy chục cái linh khư sơn đệ tử vượt tiên tác. Chỉ tiếc, những cái kia sóng âm lưỡi kiếm không thể cắt đứt bất luận cái gì một sợi dây thừng tại chạm đến dây thừng trong nháy mắt liền bạo tán ra bị phất qua thanh phong mang hướng phương xa còn lại bốn cái kiếm tiên trong lòng lo lắng thầm nghĩ lão gia hỏa này tính khí quá nóng nảy một lời không hợp liền động thủ vạn nhất chọc giận đối phương đem những đệ tử này giết hết nên làm thế nào cho phải nếu như đổi thành cái khác đạo thống tỷ như nguyên thủy tổ tòa lý quan hải chiêu này tám chín phần mười là vô dụng bởi vì những cái kia đạo thống lợi ích trên hết đệ tử cái gì tùy thời cũng có thể bỏ qua nhưng linh cư sơn khác biệt linh cư sơn là thiên hạ chính thống danh môn đại phái không nói trên núi tất cả kiếm tu cũng là người tốt nhưng ít ra có tám thành trở lên là bởi vì linh cư sơn thu đệ tử trước hết nhất cân nhắc không phải thiên phú mới có thể cũng không phải xuất thân bối cảnh mà là đức hạnh phẩm đức đoan chính giả coi như thiên phú không tốt linh cư sơn cũng sẽ thu nhận nhưng nếu như một người thiên phú cực cao lại phẩm hạnh ti tiện dù là người này tiền đồ lại bất khả hạng lượng linh cư sơn cũng sẽ không thu tại còn lại đạo thống tông môn xem ra linh khư sơn cái cách làm này thật sự là có chút ngu xuẩn thu đệ tử chỉ nhìn đức hạnh không nhìn bầu trời phú trên thế giới nơi đó có nhiều ngày như vậy phú trác tuyệt cộng thêm phẩm hạnh đoan chính người a cứ thế mãi linh khư sơn thế nhất định đi xuống dốc nhưng sự thật chứng minh linh khư sơn cố chấp cùng kiên trì không có sai bởi vì linh khư sơn nội số đông cũng là người tốt cho nên tại thượng giới cũng rất có danh tiếng chịu người trong thiên hạ kính yêu danh truyền tứ hải càng ngày càng nhiều tu sĩ đem linh khư sơn coi là chính đạo tu luyện thánh địa nhao nhao mộ danh đi tới tại dạng này tập tục cùng nổi danh phía dưới linh khư sơn kỳ hoa thu đồ điều kiện không chỉ có không có để cho linh khư sơn đi xuống dốc ngược lại nhân tài liên tục xuất hiện ngày càng hưng thịnh cũng chính bởi vì như thế linh khư sơn không làm được không nhìn trong môn đệ tử tính mệnh tàn nhẫn sự tình quả nhiên còn lại bốn cái kiếm tiên lo lắng là đúng lý quan hải dưới mũ trùng truyền ra một đạo hừ lạnh bên cạnh trì quốc thiên vương cười âm hiểm một tiếng trực tiếp đưa tay đặt tại trong đó một cái linh cư sơn đệ tử trên đầu. Tướng mạo nghiêm khắc lão kiếm tiên cùng còn lại bốn vị kiếm tiên đồng thời rống to, dừng tay. Đáng tiếc thì đã trễ, trị quốc thiên vương năm ngón tay dễ dàng chụp vào tên đệ tử kia trong đầu lâu. Cứng rắn xương đầu tại trước mặt trị quốc thiên vương, đơn giản sau vỏ trứng gà còn muốn yếu ớt, hơi chút dùng sức liền rách ra. Năm kiếm tiên trơ mắt nhìn xem tên đệ tử kia há to miệng, trong mắt mang theo vô tận sợ hãi, quanh thân khí huyết bị cấp tốc rút vào trì quốc thiên vương thể bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản tinh khí thần tràn trề, dáng người cũng coi như cao lớn đệ tử bị ngạnh sinh sinh hút trở thành một bộ thây khô. Kim dây thường rơi xuống, Trị Quốc Thiên Vương đem thây khô tùy ý vứt xuống một bên, đen đỏ xem nhau mặt quỷ sau phát ra vui sướng trên rỉ, a a ha, thật là tinh thuần khí huyết, xem ra các ngươi không ít cho cái này đệ tử ăn được đồ vật, hắn là ai, là cái nào đó trưởng lão cháu trai sao? Tướng mạo nghiêm khắc lão kiếm tiên muốn rách cả mí mắt, gắt cao nhìn chằm chằm trì Quốc Thiên Vương, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ma đầu còn lại bốn cái kiếm tiên vội vàng truyền âm, chỉ sợ hắn tính nôn nóng lần nữa chọc giận những yêu ma này, liên lụy đệ tử còn lại. Vừa rồi người nam kia đệ tử vốn là không cần chết, hoặc sẽ không chết nhanh như vậy. Tuy nguyên, cái chết của hắn, cùng bảo tính khí này lão kiếm tiên thoát không ra quan hệ. Lý Quang Hải âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, lời nói ta chỉ nói một lần, như thế nào lựa chọn, từ chính các ngươi định đoạt. Năm kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, tất cả trầm mặt không nói. Những đệ tử này tính mệnh, bọn hắn là làm không được làm như không thấy. Nhưng trấn yêu tháp căn hệ trọng đại, nếu như tùy ý những ma đầu này đem bên trong trấn ác hung ma thả ra, tương lai họa loạn thương sinh, đồ tháng sinh linh, sai lầm vẫn như cũ muốn tính toán tại trên đầu của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đám người tiến thối lưỡng nan, khó mà lựa chọn. Động tĩnh của nơi này không thể tránh khỏi kinh động đến còn lại những cái kia lưu thủ linh cư sơn cường giả, bọn hắn nhao nhao chạy đến, lại bị bạo tỳ khí kiếm tiên thét ra lệnh không cho phép tới gần nơi này những ma đầu này tu vi thấp nhất cũng có ưu tiên cảnh giới, một khi động thủ, uy thế đủ để hủy thiên diệt địa. Bọn họ chạy tới không những không giúp được, còn có thể hy sinh vô ích. Lý Quán Hải nói, năm vị kiếm tiên tiền bối, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nói thực cho ngươi biết các tiền bối, ma tộc ngóc đầu trở lại đã thành định cục, coi như chúng ta hôm nay công không phá được trấn yêu tháp, ngày sau cũng sẽ mang càng nhiều cường giả đến đây nếm thử. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không có dạng này đàm phán cơ hội, ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, muốn động thủ mà nói, thỉnh tùy ý. Lý Quang Hải nói xong, cấp dưỡng hồn trong ngọc S truyền âm nói, cảm ứng được không có, ngươi bị giam tại tầng thứ mấy. S chắc chắn nói, tầng thứ ba. Ngươi xác định. Xác định. Lý Quang Hải truyền âm cho trì quốc thiên vương, các ngươi ở bên ngoài trông coi, ta đi vào cứu người, bọn hắn một khi động thủ, các ngươi cũng đừng nương tay, trước hết giết những thứ này Linh Khư Sơn đệ tử lại nói. Trì quốc thiên vương không yên lòng, đề nghị, chủ thượng, trấn yêu tháp bên trong hung hiểm dị thường, chính là cửu tử nhất sinh chỗ, ngươi một người đi thuộc hạ không yên lòng a à. Chương 409, Tiến Trấn Yêu Tháp Lý Quang Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, nếu có nguy hiểm, ta tự có kế thoát thân, ngươi chỉ cần thay ta bảo vệ tốt nơi đây liền có thể. Trị quốc thiên vương gật đầu, chủ thượng yên tâm, bọn hắn động một cái, ta liền giết một người, động hai cái, ta liền giết ba người. Lý Quang Hải lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khá lắm, ngươi toán học là giáo viên thể dục dạy hẳn là A. À. Vẫn là nói trong này có khác quy luật. Lý Quang Hải không hề có hứng thú với những thứ đó, hắn lại cùng không bị ràng buộc thiên vương truyền âm hai câu, tiếp đó lẻ loi một mình hướng cao vút trong mây trấn yêu thác mà đi. Năm kiếm tiên trông thấy động tác của hắn, vô ý thức nắm chặt chui kiếm, lại cưỡng ép nhịn xuống không có ra tay. Bọn hắn không dám, vừa mới Lý Quang Hải cùng trì quốc thiên vương đối thoại, bọn hắn nghe nhất thanh nhị sở. Động một cái, giết một người, động hai cái, giết ba người. Nếu như dám động cái thứ ba mà nói, có trời mới biết cái này không hẳn sẽ đến xem ma đầu sẽ giết mấy người. Trong năm người, một cái nho sinh bộ dáng kiếm tiên truyền âm cho còn lại bốn người nói, đều đừng ra tay, ma đầu kia quá coi thường ta linh khư sơn trấn yêu tháp lợi hại, trong tháp vô cùng nguy hiểm, khắc đầy hàng yêu phục ma pháp chú phù văn, ma đầu một khi đi vào, tất nhiên là có đi không về. Đừng quên, cái này trấn yêu tháp bản thân liền là một kiện chuyên môn vì đối phó yêu ma mà tồn tại thần vật. Lời này vừa nói ra, còn lại bốn người cầm kiếm tay thoáng buông lỏng, liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lý Quang Hải tại chúng kiếm tiên cùng chúng ma đầu chăm chú đi tới tỏa yêu thác tầng thứ nhất cửa vào, cửa vào là vỗ một cái hình tròn thái cực âm dương môn. Hắn quay đầu nhìn về phía năm kiếm tiên, gân giọng hỏi, năm vị, đem mở ra khẩu quyết nói cho ta biết thôi. Nho sinh bộ dáng kiếm tiên nói, khẩu quyết là ta linh cư sơn tuyệt mật, ngoại nhân mơ tưởng biết được. Hắn trên dưới bờ môi khép mở, nhỏ giọng mà nhanh chóng đọc lên một nhóm lớn huyên thuyên, lộc cộc chít chít bên trong, lật đi lật lại hỗn tạp chú ngữ. Tiếng ầm ầm vang lên, thái cực âm dương môn hướng hai bên mở ra, một cổ sát khí cùng yêu khí tiết lộ ra ngoài, để cho năm kiếm tiên thần sắc càng ngưng trọng. Rất lâu chưa từng điều tra trấn yêu tháp, xem ra nhiều năm như vậy trấn áp, không chỉ có không thể ma diệt trong tháp yêu ma tà linh khí thế hung ác, ngược lại oán hận chất chứa ngày càng sâu, càng sát khí ngất trời. Trì quốc thiên vương lớn tiếng nhắc nhở, chủ thượng, vạn sự cẩn thận. Lý Quang Hải làm một động tác tay, đi vào trong tháp. Oanh! Thái cực âm dương cửa đóng lại, cuối cùng một tia sáng tùy theo không thấy, nhưng cái này lại ảnh hưởng không đến nắm giữ ma chủ chi nhãn Lý Quang Hải hắn đáy mắt xích quan lưu chuyển, đem chung quanh cảnh vật thấy nhất thanh nhị sở. Phía trước là một đầu hai người đi sóng vai đều cảm thấy chen chút hẹp hòi đường hành lang, rất dài, cũng rất thấp bé, không gian thu hẹp cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Giam cầm sợ hãi chứng đoán chừng sẽ tại chỗ qua đời. Lý Quang Hải hướng phía trước đi đến, hai bên trên vách đá hoặc dán vào hàng yêu trấn ma phù lục, hoặc mang theo trừ tà tránh hung đạo gia pháp khí, đem chung quanh cảnh sắc sấn thác có chút quỷ dị, âm trầm. Nhưng cũng không kỳ quái, đây là trấn yêu tháp, không phải thanh lâu sở quán, âm trầm một điểm mới bình thường. Lý Quang Hải không dám kinh thường, cái này trấn yêu tháp ngay cả thần cảnh S đều có thể một mực trấn áp lại, giải thích rõ thật có chút môn đạo, phản nhất lật thuyền trong mương liền xong đời. Hắn nghĩ thi triển hư vô chi thể, tận lực cầu ổn, lại phát hiện chính mình hư vô chi thể bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, thế mà không cách nào dung nhập hư không. Lý Quang Hải quả thực chấn kinh không nhỏ, kể từ thu được hư vô chi thể đến nay, mọi việc đều thuận lợi, ngoại trừ lần trước tại Nguyên Thủy Tổ tòa lúc, ẩn ẩn bị cái kia làm cho lôi mâm lão gia hỏa khắc chế, trừ cái đó ra chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Nghĩ không ra hôm nay tại cái này trấn yêu tháp bên trong, hư vô chi thể thế mà hoàn toàn mất đi hiệu quả. Xem ra cái này trấn yêu tháp cũng là tự thành một phiến thiên địa, hơn nữa hư không bị phong tỏa lại, cho nên mới không cách nào dung nhập. Đối mặt tình huống này, Lý Quang Hải chỉ là thoáng kinh ngạc một phen. Hắn cũng không phải chỉ có hư vô chi thể như thế một cái thủ đoạn, thủ đoạn của hắn, nhiều đến đến không hết. Không nói từ những cái kia khí vận chi tử cùng số mệnh chi nữ trên thân đoạt được cùng đồng bộ tới thủ đoạn, vẹn vẹn chính hắn liền nhiều đến không đếm hết. Xuyên qua đường hành lang, phía trước là một cái mật thất, mật thất bên trong đồng dạng trưng bày đủ loại xu các tị hung đạo gia pháp bảo. Những thứ này đạo gia pháp bảo phía sau có một cánh cửa, màu máu đỏ môn, lớn nhỏ giống cửa thành, nhìn xem liền nặng nề vô cùng. Môn màu sắc đỏ tươi như máu, phía trên còn khắc lấy cổ quái kỳ lạ phù văn, tên gọi tắc bùa vẽ quỷ. Lý Quang Hải đến gần, phát hiện cạnh cửa có một khối bia đá, trên tấm bia viết quay đầu là bờ bốn chữ kỳ quái linh Khư sơn truyền thừa rõ ràng là nguồn gốc từ đạo gia pháp thiên tự nhiên chi chỉ vì cái gì cái này trấn yêu tháp bên trong trên tấm bia đá lại viết quay đầu là bờ đâu bể cổ vô biên quay đầu là bờ đây là trong phật kinh lời nói chẳng lẽ những lời này là phật môn cao tăng tại trên tấm bia đá khắc xuống từ xưa đến nay thế nhân đều nói phật đạo bổn nhất nhà nhưng qua nhiều năm như vậy phật đạo tranh chấp ví dụ nhiều vô số kể một nhà cái rắm a Lý Quang Hải đưa tay đặt tại môn thượng, sử dụng vạn quân chi lực mới đưa môn đẩy ra. Môn vừa mới mở ra, thoáng chốc âm phong gào thét, lệ quỷ tiếng kêu khóc cấp tốc tới gần, một đạo hắc ảnh trực tiếp đánh tới. Hư! Bạch Quang lướt qua, dịu nhân mắt, đạo hắc ảnh kia thét lên hồn phi phát tán. Trảm tiên phi kiếm lóe Bạch Quang, lơ lửng tại Lý Quang Hải bên cạnh thân, thỉnh thoảng chỉ hướng một phương hướng nào đó, đại biểu cái hướng kia có tà ma. Nhưng Lý Quang Hải đều không để ý, hắn là tới cứu S chỉ cần những thứ này tiểu quỷ không tới trêu chọc hắn hắn cũng sẽ không tự tìm phiền toái cho mình bỗng nhiên trảm tiên phi kiếm chuyển động tần suất càng lúc càng nhanh còn khẽ rung phát ra kiếm minh chung quanh hội tụ tới tà ma càng ngày càng nhiều tại lý quan hải ma chủ chi nhãn phía dưới bọn hắn cũng không có ẩn trốn ngắm nhìn bốn phía hắn nhíu mày bốn phương tám hướng có bốn tấm môn bốn cái lộ nên đi cái nào một đầu đâu lúc này ném tiền xu rõ ràng không dùng được bởi vì hắn không mang bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Ống tay áo phồng lên, một đầu đen như mực xiên xích như mũi tên nhọn bắn ra ngoài, trói lại một cái muốn chạy trốn ác linh, chỉ nhìn một mắt, liền nhận ra cái này ác linh lai lịch. Cái này ác linh tên là Ngược Quỷ, tướng mạo xấu vô cùng, đầu tròn vo nâng lên, không có tóc, miệng so với con cóc còn rộng, hơn nửa sinh đầy răng nhọn. Đầu khổng lồ, cơ thể nhỏ gầy, cực kỳ không cân đối, như người ngoài hành tinh. Ngược Quỷ trời sinh tính tàn bạo, thích xem người khác chịu khổ, nhất là thích xem người dùng cực hình dày vò tù binh. Thẳng đến về sau không vừa lòng tại nhìn, đích thân động thủ, chọc tới phổ thông bách tính làm cực hình, thỏa mãn chính mình vạn vẹo dục vọng biến thái. Lý Quang Hải trực tiếp truyền âm ép hỏi, cái nào cánh cửa mới là thông hướng tầng thứ hai? Cái này ngược quỷ lập tức chỉ vào phía tây cánh cửa kia. Lý Quang Hải không nói hai lời, trực tiếp dùng chân hỏa thiêu đốt linh hồn của nó. Ngược quỷ tiếng kêu trên liên hồi, lại chỉ hướng mặt phía bắc cánh cửa kia. trạm tiên phi kiếm lướt qua, cắt rơi ngược quỷ cánh tay trái, dừng ở mi tâm. Ý tứ này rất rõ ràng, nếu không nói lời nói thật, trực tiếp tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Cái kia ngược quỷ rung rẩy chỉ hướng phía đông cánh cửa kia. Lý Quang Hải tàn tại dưới mũ trùng nhếch miệng lên, tâm miệng khẽ động, trảm tiên phi kiếm đâm xuyên ngược quỷ mi tâm, lượn quanh một vòng, bay trở về bên cạnh thân. Hắn nhanh chân hướng phía đông cánh cửa kia đi đến. Chương 410, viễn tượng. Phía sau cửa cũng không có trong tưởng tượng ác quỷ nhào lên, mà là một đầu đen như mực tĩnh mịch thông đạo. Âm phong từng trận, mơ hồ có thể nghe thấy oan quỷ buồn bã tiếng khóc, nghe người cảm động lây, buồn từ trong tới. Cho dù là Lý Quang Hải cũng không thể tránh khỏi xuất hiện tâm tình như vậy. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, tâm niệm khẽ động, cửu khiếu linh lung tâm phát huy tác dụng, đem những thứ này thay đổi một cách vô tri vô giác tràn vào trong lòng tạp niệm đều tiêu trừ. Dần dần, đường hành lang âm phong càng ngày càng mạnh liệt, như đao sắc bén, quỷ khóc thần hào thanh âm bên tai không dứt. Lý Quang Hải từ trong cái kia tuôn ra mà đến âm phong, nhìn thấy hơn 10 đạo quỷ ảnh bọn chúng giấu ở trong gió, giống như là con sói đói đánh tới. Âm phong tuy lớn, Lý Quang Hải không chút nào không bị ảnh hưởng, trảm tiên phi kiếm tại phía trước văng khắp nơi, chém ra một mảnh kiếm võng. Những cái kia đánh tới quỷ ảnh cảm nhận được nguy hiểm, muốn chạy trốn, lại tất cả đều bị trảm dưới kiếm. Cuối hành lang là một đầu ưu tiên hướng lên thềm đá, hẳn là thông hướng trấn yêu tháp tầng thứ hai. Lý Quang Hải hơi nghi hoặc một chút, cái này trấn yêu tháp không phải nguy hiểm trọng trọng sao? Như thế nào cửa thứ nhất nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua đâu? nghĩ như vậy, hắn đã đi lên thềm đá. Trước mắt là một tòa đại điện, bốn phía phiêu tán mê vụ, ánh mắt không cách nào xuyên thấu, cho nên thấy không rõ tòa đại điện này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lý Quang Hải vận chuyển ma chủ chi nhãn, đáy mắt xích quan lưu chuyển, lại kinh ngạc phát hiện mình không có gì bất lợi ma chủ chi nhãn, thế mà không cách nào nhìn ra những thứ này mê vụ. Quá sự, ma chủ chi nhãn có thể nhìn ra thế gian vạn vật bản chất, thế mà nhìn không ra trấn yêu tháp bên trong mê vụ. Cái này mê vụ đến tột cùng lai lịch gì? Ngay tại trong lòng của hắn muốn như vậy lúc, phía trước mê vụ cuồn cuộn, một đạo thân ảnh to lớn từ trong đi ra, ngũ quan đoan chính, không giận tự uy, chính là Vân Vệ Ti đương đại tổng kỳ chủ, Lý Viên. Lý Viên bên cạnh thân còn đi theo cái dung mạo thanh tú, duyên dáng sang trọng phụ nhân, chính là Thẩm Lan Nguyệt. Vợ chồng hai người đứng chung một chỗ, cười nhìn qua Lý Quang Hải, trong mắt đều là nhu tình cùng yêu chiều. Thẩm Lan Nguyệt há miệng đang muốn nói chuyện, Lý Quang Hải nhãn trung chợt bắn ra dọa người vô cùng sát ý kinh thiên. Hắn thân hóa hắc phong, một đầu kim long trong mê vụ hết giận dữ mà ra, cương mảnh hung hãn, phá thiên diệt địa. Lý Uyên cùng Thẩm Lan Nguyệt rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ đối với tự mình ra tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cơ thể trực tiếp bị hết giận dữ mà đến kim long nghiền nát, bạo tán thành huyết vụ đầy trời. Hắc Phong đoàn tụ, Lý Quang Hải xuất hiện tại hai người lúc trước đứng yên chỗ. Hắn thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bình thản, dám huyễn hóa của cha mẹ ta bộ dáng, người cái này nghiệt xúc là chán sống. Trảm tiên phi kiếm rơi vào trong tay hắn, không có chút nào sạc sở một cái bổ ngang, trước mắt mê vụ tràn ngập đại điện bỗng nhiên đông lại. Một kiếm này tựa như đem một bức tranh cho chém ra đồng dạng, vết kiếm vắt ngang giữa không trung, đem cảnh tượng trước mắt một phân thành hai. Vết kiếm càng lúc càng lớn, trong đại điện hết thảy, bao quát đại điện bản thân đều tại biến thành hư vô. Cảnh tượng trước mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản mê vụ bao phủ đại điện hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một cái đèn đuốc lờ mờ, lộ ra không khí quỷ quái thạch điện. Thạch điện ở giữa có một tòa pháp đàn, bây giờ Lý Quang Hải đang đứng ở chính giữa pháp đàn hắn mở to mắt dưới mũ trùng nhếch miệng lên chẳng thể trách chẳng thể trách vừa rồi chính mình ma chủ chi nhãn không cách nào nhìn ra chung quanh đại điện mê vụ thì ra từ vừa mới bắt đầu hắn liền tiến vào trong ảo cảnh mà cái kia huyễn cảnh từ người khác trưởng khống lý quang hải ma chủ chi nhãn tự nhiên không phát huy được tác dụng nhưng chế tạo ảo cảnh tên kia tự hồ không quá thông minh giả trang ai không tốt nhất định phải giả trang hắn phụ mẫu đây không phải trực tiếp đang nói cho lý quang hải đây hết thảy cũng là giả sao nhân gia đều chỉ rõ lý quang hải ngược lại không đánh vỡ huyễn cảnh chẳng phải là phụ lòng nhân gia nổi khổ tâm bây giờ hắn thân ở tòa này pháp đàn đang tại vận chuyển hắn đang muốn đánh vỡ hàng rào mạnh mẽ xông tới chợt nghe hậu phương truyền đến một đạo âm trắc trắc cười lạnh đừng uổng phí sức lực cái này pháp đàn hàng rào tùy tâm mà sinh ngươi như qua không được chính mình cái kia quan vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra lý quang hải theo tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo quỷ vụ ở giữa không trung trôi tới trôi lui nó không có cơ thể chỉ có thể mơ hồ trông thấy tai mắt mũi miệng lại hết sức mơ hồ nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không biết cái này đoàn khói đen thế mà cũng là có miệng cùng con mắt. Lý Quang Hải nếu mày nói, nguyên lai là thích ăn người khác mộng đẹp mộng quỷ, vốn cho rằng loại này quỷ mị sớm đã chết tuyệt, không nghĩ tới tại trong trấn yêu tháp này lại muốn giam giữ một đầu. Mộng quỷ âm thanh phiêu miểu, một hồi là trung khí mười phần giọng nam, một hồi là hữu khí vô lực lão giả âm, một hồi lại là sinh động thanh thúy thiếu nữ âm. Ta không tổn thương người sát hại tính mệnh, chỉ là thích ăn mộng đẹp của bọn hắn mà thôi, đó là trên đời này vị ngon nhất, tốt đẹp nhất, đồng thời cũng là tối giả tạo đồ vật lý quang hải cười nói phàm là bị ngươi ăn mộng người toàn bộ đều ném đi hai hồn tam phách cùng chết có cái gì khác nhau những sự tình này ta không xen vào cũng không muốn quản ta tới trấn yêu tháp có mục đích của mình chỉ cần ngươi không ngăn ta lộ ta cũng lười trừ quỷ vệ đạo thanh âm hắn chợt chuyển sang lạnh lẽo rét lạnh rét thấu xương nhưng ngươi vạn không nên đem những trò vặt này dùng tại trên người của ta hôm nay ta không thể làm gì khác hơn là diệt ngươi mộng quỷ ha ha cuồng tiếu rất lâu chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người tiểu tử mặc cho ngươi tu vi thông thiên chỉ cần ngươi qua không được chính mình cái kia quan liền đừng mơ tưởng rời đi pháp đàn nửa bước ngươi mộng nhất định rất mỹ vị dứt lời pháp đàn chung quanh mê vụ cuồn cuộn một đạo thân ảnh quen thuộc từ tiền phương mê vụ đi ra cố tích triêu lý quang hải nhìn xem cái này cùng mình quyết định hôn ước từ hạ giới chạy tới thượng giới tới tìm chính mình tuyệt mỹ nữ tử cố tích triêu cũng tương tự đang nhìn hắn cười yếu ớt như hoa ôm nhu nói quang hải bang kiếm quang lóe sáng gió lạnh lượt ảnh cố tích triêu đầu người phóng lên trời thân thể của nàng từng khúc sụp đổ tán làm mê vụ lý quang hải thâm hít một hơi bình phục lại dời sông lấp biển một dạng nội tâm cảm xúc mặc dù hắn biết trước mắt đây hết thảy cũng là giả dễ thân tay giết những thứ này cùng mình quan hệ cực kỳ người thân cận vẫn là để hắn có chút không thích ứng cái này cũng là mộng quỷ huyễn thuật chỗ cao minh hắn huyễn thuật không chỉ là nhìn bằng mắt thường đến còn có thể trực kích nội tâm cái này chỉ mộng quỷ chưa thấy qua lý uyên cũng chưa từng thấy qua thẩm lan nguyệt cùng cố tích triêu lại có thể huyễn hóa ra hình dạng của bọn hắn này liền chứng minh mộng quỷ huyễn thuật cũng không phải vô căn cứ tạo ra mà là căn cứ vào lý quan hải nội tâm diễn sinh ra tới trong tây du ký cái kia lục nhĩ mi hầu kỳ thực chính là tô ngộ không tâm ma hắn lúc đó cùng huyền trang tranh cãi vẫn mà rời đi đi ngang qua bờ biển đá ngầm lúc từng mở miệng oán hận tâm ma liền như vậy mà sinh mà mộng quỷ chế tạo ra huyễn tượng mặc dù không phải nguồn gốc từ tâm ma, lại có dị khúc đồng công chi diệu, cùng người bị thi thuật bản thân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên động thủ đã diệt những thứ này huyễn tượng lúc, rất khó làm đến tâm như chỉ thủy. Phía trước sương mù lần nữa cuồn cuộn, lần này đi ra hai người, một cái là băng thiền cung thánh nữ lục ngữ lâm, còn có một cái là lý quan hải biểu muội dương thiền nha đầu kia. Lục ngữ lâm sỉ cắn xuống môi, hai cái tay nhỏ quấn quýt lấy nhau, sắc mặt đỏ hồng, mị nhãn như tơ mà nhìn xem hắn, ôm nhu kêu, công tử, ngữ rừng rất nhớ ngươi.